Niệm Phật chắc chắn giảng sanh. Nguyên tác Pháp Sư Huệ Tịnh, Diệu Nguyên dịch. Một La Mã, niệm Phật chắc chắn giảng sanh. Một, mười niệm giảng sanh. Trong Ấn Quang Đại Sư Toàn Tập, phần Vĩnh Tư Tập, cư sĩ Dương Bách Linh có một đoạn tự thuật như sau. Mùa đông năm Dân Quốc thứ 25, một lần tôi thổ huyết rất nhiều. Khi ấy mạng sống chỉ còn trong hơi thở. Tuy nhiên khi xét lại tâm mình thì tôi thấy, một là không quan mang, hai là không sợ hãi. Chỉ đáng tiếc là việc niệm Phật vẫn chưa được tốt. Sau khi khỏi bệnh, tôi cùng với một người bạn là một vị tăng đến Giang Tô, Chiết Giang hành hương lễ Phật. Đến Tô Châu đảnh lễ sư rồi, trình bày về bệnh tình nguy kịch cũng như tâm trạng của mình. Sư nghe xong liền quát lớn: "Nếu ông nghĩ như vậy thì đâu đến được Tây Phương đâu. Niệm như thế nào mới gọi là tốt? Mười niệm giảng sanh." Có vị cư sĩ họ Dương, vào mùa đông năm Dân Quốc thứ 25 năm 1936, một lần bỗng thổ ra nhiều huyết, mạng sống chỉ còn chút hơi thôi thóp, có thể chết bất cứ lúc nào. Khi ấy tâm trạng của ông ra sao? Ông ta không hoang mang rối loạn, cũng chẳng sợ hãi. Thông thường, con người khi lâm chung, tâm thường sẽ bị chi phối nhiều bề, tinh thần không làm chủ được, đường trước mờ mịt, không nơi nương tựa. Nhưng tất cả những trạng thái ấy, vị cư sĩ này đều không gặp phải. Ngược lại, ông ta rất bình tĩnh. Ông chỉ băn khoăn một điều là, tuy hàng ngày mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng chưa được tịnh niệm tương tục, vẫn còn vọng tưởng xen tạp. Sau khi khỏi bệnh, ông cùng với một vị tăng đến Giang Tô, Chiết Giang hành hương lễ Phật. Không biết lúc này Đại sư Ấn Quang đang bế quan trong chùa Báo Quốc ở Tô Châu hay ở chùa trên núi Linh Nham. Cuối cùng, ông ta đến Tô Châu đảnh lễ Đại sư Ấn Quang, rồi trình bày về bệnh tình cũng như tâm trạng của mình. Đại sư Ấn Quang nghe xong, lập tức quát: "Nếu như ông còn ôm khư khư cái thứ quan niệm này, thì e rằng không thể giảng sanh được đâu." Niệm Phật như thế nào mới gọi là tốt? Mười niệm đã đủ để giảng sanh, sao lại có chuyện niệm tốt với không tốt? Huống hồ ông niệm Phật đâu phải chỉ có mười niệm. Trong Quán Kinh phần Hạ Phẩm Hạ Sanh nói đầy đủ mười niệm. Chúng ta niệm Phật đều hơn mười niệm. Hiện tại đã là người niệm Phật thì đương nhiên chúng ta sẽ giảng sanh. Chúng ta phải điều chỉnh tâm thái của mình, biết rằng mình chỉ là kẻ hạ phẩm hạ sanh khi lâm chung, cho nên hiện tại chỉ cần niệm Phật cho đến mười niệm. Bài thứ 8, nghĩa của điều nguyện thứ 18, ngày 16 tháng 10 năm 2005. 2. Thí dụ tảng đá lớn nhờ thuyền. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo có một thí dụ tảng đá lớn nhờ thuyền. Có vị quốc vương đến gặp một vị A-la-hán xin được chỉ dạy Phật Pháp. Quốc vương hỏi vị A-la-hán: "Nếu có người suốt đời không có duyên gặp Phật Pháp, không biết học đạo tu hành, cũng không gặp được thiện duyên để hành thiện tích đức, trái lại chỉ gặp người ác, cảnh xấu, nên người đó cả đời tạo nhiều nghiệp ác như thập ác, ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, không biết hổ thẹn. Lẽ ra người đó phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Thế nhưng khi lâm chung, nếu người ấy khởi tâm niệm mấy câu Phật hiệu thì có thể thoát khỏi nghiệp địa ngục mà giảng sanh tịnh độ. Tôi không tin là có đạo lý này." Vị quốc vương lại nói: "Có người bình sanh chỉ sát hại một sinh mạng, sau khi chết phải đọa vào địa ngục. Tôi cũng không tin lại có thứ đạo lý này." Vị A-la-hán nghe quốc vương nói xong thì ung dung hỏi: "Nếu đại dương đem thả một viên đá nhỏ trên mặt nước thì nó nổi hay chìm?" Quốc vương đáp: "Đương nhiên là chìm rồi. Vì đã là đá thì bất kể to hay nhỏ, nếu thả xuống nước thì nó đều chìm đến đáy." Vị A-la-hán lại hỏi: "Nếu để 100 hòn đá lên trên thuyền thì nó có chìm không?" Quốc vương đáp: "Đương nhiên là không chìm, bởi vì nó được đặt lên trên thuyền." Vị A-la-hán liền nói: "Lý đạo cũng như vậy,
một người cả đời làm nhiều việc ác, tội nghiệp vô cùng sâu nặng, cũng giống như 100 hòn đá kia, lẽ ra nhất định phải chìm xuống tận đáy nước, nổi lời việc không bao giờ có. Thế nhưng, khi lâm chung nếu người ấy niệm Phật, nương vào nguyện lực từ bi cứu độ của Phật, thì sẽ thoát khỏi tội đọa vào địa ngục A Tỳ. Cũng giống như để 100 hòn đá lớn lên trên thuyền, cũng không thể chìm được. Còn một người cả đời sẽ sát hại một sinh mạng, tội nghiệp như thế không phải là nặng. Nhưng vì người này không nương tựa vào sức cứu độ của Phật, cho nên theo nghiệp lực mình đã tạo mà phải đọa vào địa ngục. Cũng giống như viên đá tuy nhỏ, nhưng nếu không được để lên thuyền thì rốt cuộc cũng bị chìm xuống đáy biển. Quốc Vương nghe xong thí dụ này liền thoát nhiên đại ngộ, từ đó tin tưởng niệm Phật có thể giảng sanh tịnh độ. Thế giới Ta Bà còn gọi là đời ác ngũ trược. Chúng sanh trong cõi này trong tâm đều chất đầy chủng tử nghiệp lực tham, sân, si, mạng, nghi. Chỉ khác là có người thiện nhiều ác ít, có người ác nhiều thiện ít, thậm chí có người suốt đời chỉ tạo ác, chưa từng hành thiện tích đức. Thế nhưng, tuyệt đối không hề có người nào cả đời chỉ hành thiện tích đức mà chưa từng làm qua việc xấu. Thế nên, sở dĩ chúng sanh sanh ra ở thế giới Ta Bà này là đều do cùng có cộng nghiệp, cùng một bản chất. Cho nên, chúng ta là người học Phật, nhất là người tu học pháp môn tịnh độ, phải tự thấy mình là một chúng sanh tội ác, sống trong đời ác ngũ trược. Cũng giống như thí dụ hòn đá lớn vừa nói ban nãy, nhất định phải nương vào thuyền bản nguyện của Đức Phật A-di-đà thì mới có thể từ bờ sanh tử bên này vượt qua biển khổ lục đạo tới bờ Niết Bàn bên kia được. Bất luận là người nào, bất kể tu pháp môn gì, nếu không nương vào Phật lực thì cũng đều giống như viên đá, cuối cùng sẽ chìm xuống đáy biển, tiếp tục luân hồi. Bài khai thị thứ nhất cho Liên Hữu ở Mân Nam của Pháp Sư Huệ Tịnh ngày 25 tháng 3 năm 2006. 3. Chân thật phát nguyện giảng sanh, chuyên xưng danh hiệu Phật, hoa sen ở tịnh độ hiện. Lại nữa, chân nguyện giảng sanh, chuyên xưng Phật danh, kỳ tâm quyết định, tịnh độ liên qua, hiện kỳ sắc tướng. Tức là, chân thật phát nguyện giảng sanh, chuyên xưng danh hiệu Phật, tâm ấy vừa quyết định thì hoa sen ở tịnh độ hiện ra. Chân nguyện giảng sanh nghĩa là từ trong tâm chân thật phát nguyện giảng sanh về cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà, chứ không phải chỉ nói suông ở cửa miệng mà thôi. Nếu hiện tại phát nguyện giảng sanh, nhưng lúc lâm chung nếu bị chồng hoặc vợ lưu luyến, liền nói: khi tôi đi theo Đức Phật A-di-đà rồi, không biết vợ tôi sẽ thế nào, chồng tôi sẽ ra sao? Đó không phải là chân thật phát nguyện giảng sanh. Cho nên, người tu tịnh độ chuyên xưng danh hiệu Phật, nếu tâm quyết định thì quyết định được giảng sanh, tâm không quyết định thì việc giảng sanh sẽ không quyết định. Nếu tâm người ấy quyết định thì ngay khi đó ở thế giới cực lạc, hoa sen của chúng ta liền xuất hiện. Không những thế, trên hoa sen còn ghi rõ họ tên và hình ảnh của chúng ta. Do đó, tuy thân chúng ta còn ở Ta Bà, nhưng hình ảnh của chúng ta đã ở trong hoa sen trên cõi cực lạc rồi. Lệ như tu đạt, tương tạo kỳ duyên, tâm quyết định thời, ư hư không trung, hiện thiên cung điện. Thí như trưởng giả tu đạt, lúc sắp xây dựng tịnh xá kỳ duyên, khi trong tâm của ông vừa quyết định thì trên hư không liền xuất hiện cung điện. Đây là một đoạn điển cố. Thời xưa ở Ấn Độ, có một vị trưởng giả tên là Tu Đạt phát tâm lấy vàng trải khắp trên đất, rồi lấy đất này xây dựng tinh xá kỳ viên cúng dường cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông cùng với Ngài Xá Lợi Phất đo diện tích đất để làm giảng đường. Hai người trù tính nó phải lớn như thế nào, dài bao nhiêu, rộng thế nào và hình thức ra sao. Trong lúc đang đo đạc, Ngài Xá Lợi Phất bất tri bất giác cảm động sự phát tâm của trưởng giả Tu Đạt. Ngài nói: trưởng giả Tu Đạt, nay ông đã phát tâm, ông có muốn biết rõ về công đức của mình như thế nào không? Sau đó, Ngài Xá Lợi Phất lấy ngón tay chỉ lên hư không. Trong khoảng sát na, ở mỗi tầng trời cõi lục dục đều hiện ra cung điện để trưởng giả Tu Đạt có thể sanh về đó.
Tinh xá kỳ viên vẫn chưa xây, mới chỉ đo đạt thôi mà quả báo của trưởng giả Tu Đạt đã thành tựu rồi. Trưởng giả Tu Đạt nói: Chao ôi, thưa tôn giả, nhiều như vậy thì rốt cuộc về tầng trời nào mới tốt? Ngài Xá Lợi Phất nói: Ba tầng trời phía dưới đều hưởng dục lạc, hai tầng trời phía trên thì kiêu mạn, chỉ có tầng trời thứ tư, tức là trời Đâu Xuất, có Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ giảng kinh thuyết pháp, cho nên người sanh về đó vẫn còn có thể tiếp tục tu hành. Trưởng giả Tu Đạt nói: Vậy thì con muốn sanh về cung trời Đâu Xuất. Khi ông vừa khởi lên tâm niệm này, thì chỉ trong nháy mắt, tất cả cung điện của các cõi trời khác đều ẩn hết, chỉ còn lại cung điện của trời Đâu Xuất. Nhân quả là như vậy. Cho nên nói, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Chúng ta cũng vậy. Vừa khởi một niệm muốn giảng sanh, thì ở thế giới cực lạc đã có hoa sen của chúng ta rồi. Phán định về hai đường khó và dễ trong Huệ Tịnh Pháp Sư giảng diễn tập 1, trang 151-153. 4. Phát nguyện giảng sanh là sự kết tinh của trí huệ. Triều Tống có một vị xuất gia nổi tiếng, cũng là một vị cao tăng thời bấy giờ, đó là luật sư Nguyên Chiếu. Ngài xuất gia từ thuở nhỏ, là người tinh nghiêm giới luật, học vấn uyên bác, trí huệ hơn người. Một lần, Ngài đọc được hành trạng của Thiền sư Huệ Bố, thời đại Bắc Triều. Bản thân Thiền sư Huệ Bố là người tu trì rất nghiêm cẩn, rất thanh tịnh. Thiền sư cho rằng, giảng sanh về thế giới cực lạc là để hưởng lạc, chẳng bằng phát tâm đại bi ở trong tam ác đạo cứu độ các chúng sanh thống khổ. Đó chẳng phải là phù hợp với bản hoài của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và phù hợp với ý nghĩa của việc học Phật sao? Luật sư Nguyên Chiếu bị ảnh hưởng khi đọc đến đoạn văn này. Ngài cũng phát nguyện không giảng sanh về thế giới cực lạc, mà ở trong tam ác đạo để cứu độ chúng sanh. Từ đó về sau, hễ thấy người niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc là Ngài quỷ bắn, coi thường, cho những người này là trốn tránh, là tiểu thừa. Rồi một ngày, Ngài lâm trọng bệnh, đau đớn vô cùng, thần thức mờ mờ mịt mịt. Khi ấy, Ngài không có cách nào khởi được tâm đại bi, cũng không có biện pháp nào tư duy được nghĩa không bất tăng bất giảm. Lúc này, Ngài mới phát hiện ra rằng, cái gọi là tâm nguyện từ bấy lâu nay của mình thực ra là vô cùng mỏng manh, hời hợt. Quan niệm ấy không phù hợp với căn cơ của mình. Pháp không hợp cơ, giả sử lúc đó mình chết, không biết rồi sẽ đi đâu. Sau khi khỏi bệnh, Ngài vô cùng ăn năn, dốc lòng sám hối những quan niệm trước kia của mình. Về sau, Ngài đọc được tác phẩm Tịnh Độ Thập Nghi Luận của Đại sư Trí Giả Tông Thiên Thai. Trong đó nói, Bồ Tát sơ phát tâm, chưa đắc vô sanh pháp nhẫn, vẫn cần phải luôn luôn ở bên Phật. Ý của câu văn này nghĩa là cần phải giảng sanh về thế giới cực lạc trước để được thân cận Đức Phật A-di-đà. Như thế, chẳng những không bị thoái chuyển mà còn tiến dần lên quả vị Phật. Lại nữa, trong Tịnh Độ Thập Nghi Luận nói, phàm phu đầy phiền não, mặc dù có tâm đại bi, muốn phát nguyện ở thế giới ta bà cứu độ chúng sanh thống khổ, nhưng việc này không thể làm được. Giống như đứa trẻ sơ sinh, cần phải được chăm sóc tốt. Nếu rời cha mẹ, đứa trẻ không thể nào trưởng thành được, mà có thể sẽ chết. Hoặc giống như con chim non, nhất định phải nương vào cành cây, không thể đem tung nó lên bầu trời như con chim đã trưởng thành được. Luật sư Nguyên Chiếu vô cùng tán thành. Ngài biết quan điểm của mình là sai lầm, liền dứt bỏ hết những sở học trước đây. Từ đó về sau, Ngài chuyên đọc kinh luận Tịnh Độ, chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, trọn đời chẳng dám rời xa pháp môn này. Về sau, Ngài lại đọc được lời khai thị của Đại sư Thiện Đạo: phàm người chuyên tu niệm Phật, 10 người tu 10 người giảng sanh, 100 người tu 100 người giảng sanh. Nhưng nếu tạp tu thì e rằng trong 100 người chẳng được 1-2 người giảng sanh, trong 1000 người chẳng có được 5-3 người giảng sanh. Luật sư Nguyên Chiếu liền y cứ vào lời khai thị của Đại sư Thiền Đạo, chuyên niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi thế cho nên nói, chuyên niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật
cầu giảng sanh cực lạc là sự kết tinh trí huệ một đời học Phật của luật sư Nguyên Chiếu. Quan điểm về giá trị của người học Phật và người thế tục không giống nhau. Người thế tục thường đem việc kiếm tiền nhiều hay ít, địa vị thế nào, học vấn ra sao ra để đánh giá. Nhưng tiêu chuẩn của người học Phật thì ngược lại. Người học Phật thường nói, phải biết có nhân quả báo ứng, lục đạo luân hồi. Có việc giải thoát sanh tử luân hồi là việc tối trọng yếu của đời người. Như thế, dẫu cho không được học hành, cũng chẳng biết chữ. Nhưng Đức Phật Thích Ca cũng khen ngợi đó là người có trí huệ. Bằng không, dù cho có vài cái bằng học gì tiến sĩ loại giỏi, Đức Phật cũng bảo người đó là kẻ ngu si. Hai La Mã: phải nên phát nguyện, nguyện sanh về cõi nước kia. Một, phải nên phát nguyện, nguyện sanh về thế giới cực lạc. Tông chỉ của kinh A-di-đà là khuyên chúng ta nên giảng sanh về thế giới cực lạc. Chẳng những Đức Phật A-di-đà là giáo chủ của thế giới cực lạc, mà Ngài còn thành Phật đến nay đã 10 kiếp. Ngài luôn luôn duỗi tay mời gọi, giang sinh chúng ta hãy để Ngài cứu độ về thế giới cực lạc. Trong nhiều bộ kinh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng khuyên nhủ chúng ta nhất định phải phát nguyện giảng sanh về thế giới cực lạc. Thí như kinh A-di-đà là bộ kinh rất ngắn, chỉ có 1858 chữ, nhưng có tới 3 lần Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ân cần khẩn thiết khuyên chúng ta nhất định phải giảng sanh về thế giới cực lạc. Đoạn thứ nhất khuyên giảng sanh: chúng sanh văn giả ưng đương phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. Chúng sanh nghe rồi phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Đoạn thứ hai: văn thì thuyết giả ưng đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ. Nghe lời ấy rồi phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Đoạn thứ ba: nhược hữu tính giả ưng đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ. Nếu có người tin, phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Có thể nói, lòng từ bi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vô cùng sâu sắc. Ngài nhiều lần nhấn mạnh, khuyên bảo, mong muốn chúng ta nhất định phải giảng sanh về thế giới cực lạc. Hai văn giải thích về Kinh A-di-đà trong Huệ Tịnh Pháp Sư Giảng Diễn tập 1, trang 50 và 51. Hai, thông thường người ta hay hiểu lầm về thiện căn phước đức nhân duyên. Phương pháp giảng sanh về thế giới cực lạc theo ý tiêu cực ở trên mà nói là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Không thể đem chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước kia. Vậy thì ý nghĩa của 14 chữ này là thế nào? Thông thường người ta hay giải thích thiện căn là chỉ cho Bồ Đề Tâm, phước đức là chỉ cho lục độ vạn hạnh. Lấy thiện căn của Bồ Đề Tâm làm nhân, lấy phước đức của lục độ vạn hạnh làm duyên, nhân duyên hòa hợp thì mới có thể giảng sanh về thế giới cực lạc. Thế nhưng lại không thể đem chút ít thiện căn thì nhất định phải nhiều. Nghĩa là đa thiện căn, tức là phải phát tâm vô thượng Bồ Đề. Như vừa nói, thiện căn thường được giải thích là Bồ Đề Tâm. Thế nhưng lại không thể dùng chút ít Bồ Đề Tâm. Vậy thế nào gọi là ít? Người đã đắc quả vị A-la-hán cũng thuộc về thiểu thiện căn, bởi vì người này không phát Bồ Đề Tâm, không hành Bồ Tát Đạo, cho nên không thể thành Phật. Giảng sanh về thế giới cực lạc là để thành Phật. Thông thường người ta hay giải thích là người tu hành nhất định phải tự mình phát tâm vô thượng Bồ Đề để làm nhân giảng sanh. Đã phát tâm Bồ Đề thì nhất định phải hành Bồ Tát Đạo, do đó phải rộng tu lục độ vạn hạnh, đây gọi là phước đức. Lấy nhân tâm vô thượng Bồ Đề cộng với duyên phước đức lục độ vạn hạnh, nhân duyên hòa hợp mới đủ để được giảng sanh về thế giới cực lạc. Góc độ giải thích này không hề sai, nhưng chúng ta cần hiểu cho rõ ràng. Theo sự giải thích như trên thì chúng sanh nhất định phải tự mình tích lũy thành tựu phước đức nhân duyên của tâm Bồ Đề cộng với lục độ vạn hạnh. Còn đối với chúng ta, phước đức là do Đức Phật A-di-đà tích lũy thành tựu. Then chốt của vấn đề là ở chỗ này. Hai văn giải thích về Kinh A-di-đà
trong Huệ Tịnh Pháp Sư giảng diễn tập 1 trang 51 và 52. Ghi chú: các văn giải thích khác về câu kinh bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc, không thể đem chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước kia. Phạn văn Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Chẳng phải nhờ chút ít thiện căn mà các loài hữu tình được giáng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Phạn văn Anh dịch: Nhà ngôn ngữ học Mục Lặc. Chúng sanh không thể dựa vào các việc làm thiện ở thế gian này mà được sanh về cõi nước kia. Phạn văn Nhật dịch: Học giả Phật giáo Trung Thông Nguyên không thể đem chút ít việc thiện mà mong được giáng sanh về cõi nước của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Tạng văn Nhật dịch: Học giả Phật học từ bản Quyển Nhã không thể đem chút ít thiện căn mà mong được giáng sanh về cõi nước của Đức Phật Vô Lượng Thọ. 3. Thế nào gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân? Chúng ta hãy xem lại câu kinh dưới đây. Xá Lợi Phất: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe nói đến Đức Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu. Đây chính là đáp án cho câu hỏi ở trên về thiện nam tử, thiện nữ nhân. Thiện nam tử, thiện nữ nhân được nói ở đây là bao gồm tất cả người xuất gia, người tại gia, người thiện, người ác, thậm chí cả chúng sanh trong tứ sanh lục đạo. Chỉ cần người đó nghe đến danh hiệu Đức Phật A Di Đà, từ đó về sau nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật thì đều được gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Cho nên mười phương chúng sanh được nói trong điều nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà chính là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Hai văn giải thích về kinh A Di Đà trong Huệ Tịnh Pháp Sư giảng diễn tập 1 trang 52 và 53. 4. Chấp trì danh hiệu là đa thiện căn, đa phước đức. Mười phương chúng sanh nghe nói đến Đức Phật A Di Đà. Nghe nói đến Đức Phật A Di Đà ở đây không phải chỉ là nghe người ta niệm một tiếng A Di Đà Phật mà gọi là nghe nói đến Đức Phật A Di Đà đâu, không phải như vậy, mà là nghe thiện tri thức giảng giải về nguyên do, về nội dung cứu độ mười phương chúng sanh trong điều nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà. Rồi người đó trong tâm tin đạo lý nhân quả này, đây mới gọi là nghe nói đến Đức Phật A Di Đà. Nghĩa là trong tâm người ấy tin nhận Di Đà cứu độ và nguyện sanh Di Đà tịnh độ. Sau đó chuyên xưng Di Đà Phật danh, đây là tin nhận tại nơi tâm, cũng gọi là chấp trì danh hiệu. Chấp trong chấp trì nghĩa là tin tưởng kiên định không thay đổi, trì là không tan không mất. Ý nói trong tâm tin nhận đạo lý này một cách vĩnh viễn không hoài nghi không thay đổi, cũng tức là hoàn toàn tin nhận Di Đà cứu độ, nguyện sanh Di Đà tịnh độ, chuyên xưng Di Đà Phật danh, đây gọi là chấp trì. Trong tâm tin nhận sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà, ngoài miệng tự nhiên xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, cho nên gọi là đa thiện căn, đa phước đức, chính là nghe nói đến Đức Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu. Cũng như nói, người muốn giảng sanh về thế giới cực lạc nhất định phải là hạng đa thiện căn, đa phước đức. Thật ra đa thiện căn, đa phước đức vốn đã được chứa đựng hết trong câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mà Ngài đã hoàn thành cho chúng ta. Nếu trong tâm chúng ta tin nhận, ngoài miệng xưng niệm, thì tự nhiên chúng ta sẽ được đầy đủ đa thiện căn, đa phước đức. Vì thế xét trên phương diện này thì đa thiện căn, đa phước đức không phải do chúng ta tích lũy mà là do Đức Phật A Di Đà tích lũy. Chúng ta chỉ cần xưng niệm danh hiệu Ngài, nguyện sanh về cõi tịnh độ của Ngài là được rồi. Đại sư Liên Trì nói: xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là thiện trong thiện, là phước trong phước. Lại nói: chấp trì danh hiệu, nguyện thấy Đức Phật A Di Đà là đa thiện căn, là thiện căn tối thắng, thiện căn bất khả tư nghị. Đây là lời giải thích của Đại sư Liên Trì. Đại sư Ngẫu Ích giải thích: chỉ cần tin nhận Di Đà, nguyện sanh cực lạc, chấp trì danh hiệu thì mỗi niệm đều đầy đủ đa thiện căn, đa phước đức.
Như vậy, chỉ cần chúng ta chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà là hiển nhiên trở thành người đa thiện căn, đa phước đức. Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Chẳng thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh vào cõi nước kia. Đây là đoạn kinh văn trong kinh A-di-đà do Ngài Kumala Thập phiên dịch, đang được phổ biến thọ trì, mà nay đã tìm thấy bản tiếng Phạn của kinh này. Nếu phiên dịch ra chữ Hán thì cũng phải là 14 chữ. Học giả đã phiên dịch như sau, mong mọi người hãy chú ý. Chúng sanh bất nhân thự thế, sở tố thiện hạnh, đắc sanh bị quốc. Chúng sanh không thể nhờ vào các việc thiện ở thế gian này mà được sanh về cõi nước kia. Khẳng định rằng mười phương chúng sanh muốn giảng sanh về thế giới cực lạc thì nhất định phải nương vào công đức của Đức Phật A-di-đà, chứ không thể dựa vào các việc làm thiện của chính họ. Câu kinh Ngài Kumala Thập phiên dịch là thiện căn phước đức nhân duyên. Bản tiếng Phạn chỉ có hai chữ thiện hạnh. Lấy thiện hạnh để bao gồm cả thiện căn phước đức. Ở đây không nói là chúng ta niệm Phật cầu sanh cực lạc thì không cần phải hành thiện tích đức, không cần hiếu thuận phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Đồng thời cũng không bảo chúng ta chẳng cần tu lục độ vạn hạnh. Ý muốn nói rằng đương nhiên chúng ta phải làm tròn bổn phận và hiếu thuận phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Còn lục độ vạn hạnh thì tùy duyên, tùy phần mà tu, cũng là việc chúng ta đương nhiên phải làm. Còn như muốn giảng sanh về thế giới cực lạc thì nhất định phải nương vào sức công đức của Đức Phật A-di-đà, chuyên xưng danh hiệu Phật, mà chúng ta không cần phải đem những việc làm ở thế gian để hồi hướng. Bởi vì những việc đó đều không được gọi là đa thiện căn, đại thiện căn thù thắng, thiện căn phước đức bất khả tư nghị được, mà những việc đó đều là thiểu thiện căn, thiểu phước đức. Chỉ có công đức tu hành được tích lũy qua nhiều kiếp của Đức Phật A-di-đà mới được gọi là thiện căn phước đức thù thắng tối thượng. Chúng ta muốn giảng sanh về thế giới cực lạc. Thế giới ấy được kiến tạo bởi tâm chân thật, tâm thanh tịnh của Đức Phật A-di-đà. Đó là cảnh giới vô ngã, niết bàn bất sanh bất diệt. Phàm phu chúng ta đầy dẫy tham sân si, làm sao có thể tiến vào cõi nước đó? Nhân quả không phù hợp, không tương ưng, nhất định phải nhờ công đức thiện căn vô ngã, vô lậu của Đức Phật A-di-đà mới có thể tiến vào thế giới cực lạc. Do đó, kinh A-di-đà nói, chúng ta phải nghe nói đến Đức Phật A-di-đà, rồi sau đó mới chấp trì danh hiệu. Đạo lý chính là ở chỗ này. Vì sao? Vì Đức Phật A-di-đà kiến tạo thế giới cực lạc, Ngài nhất định phải hoàn thành công đức giảng sanh cho chúng ta, sau đó hồi hướng hết cho chúng ta. Kinh Vô Lượng Thọ nói, ngã ư vô lượng kiếp, bất di đại thí chủ, phổ tế chư bần khổ, thề bất thành chánh giác. Nghĩa là, ta ở vô lượng kiếp, không làm đại thí chủ, cứu khắp người nghèo khổ, thề không thành chánh giác. Đây là thệ nguyện của Đức Phật A-di-đà. Ngài nói, ta từ vô lượng kiếp đến nay đều làm một đại thí chủ. Vì vậy Đức Phật A-di-đà còn có tên gọi khác là đại thí chủ, tức là người bố thí lớn. Đức Phật A-di-đà bình đẳng cứu độ chúng sanh nghèo khổ ở khắp mười phương. Chúng ta khi còn ở thế gian này phải chịu đủ mọi bần cùng khốn khổ, sau khi chết lại phải chịu luân hồi trong sáu nẻo, khổ không thể nói hết được. Đức Phật A-di-đà nhất định phải làm một đại thí chủ đến cứu độ chúng ta. Từ khía cạnh này mà nói, công đức là do Đức Phật A-di-đà mang lại, cho nên gọi là Phật lực. Chúng ta nhờ niệm Phật, nương vào Phật lực mà được giảng sanh cực lạc. Ngoài ra, có một đoạn kinh văn, Đức Phật A-di-đà nói, vì chúng khai pháp tạng, quảng thí công đức bảo. Vì chúng sanh khai tạng pháp, rộng thí báo công đức. Đức Phật A-di-đà vì mười phương chúng sanh chúng ta mà mở tạng pháp giảng sanh thành Phật, cho nên nói vì chúng khai tạng pháp, rộng thí báo công đức, bố thí rộng lớn công đức quý báu cho chúng ta, khuyên chúng ta phải lìa khỏi ta bà, giảng sanh cực lạc mà thành tựu Phật quả.
Một đoạn khác trong Kinh Vô Lượng Thọ nói: Linh chư chúng sanh công đức thành tựu, khiến các chúng sanh thành tựu công đức. Là Đức Phật khiến cho mười phương chúng sanh thành tựu công đức giảng sanh thành Phật. Một đoạn khác trong Kinh Vô Lượng Thọ lại nói: Dĩ bất thỉnh chi pháp, thí chư lê thứ, tức là dùng pháp không thỉnh ban cho tất cả mọi người. Đức Phật A Di Đà lấy pháp giảng sanh mà mười phương chúng sanh chúng ta không hiểu nổi, nhưng có thể lãnh thọ được để đem ra bố thí cho chúng ta. Do đó, đối với chúng ta, pháp môn này gọi là pháp môn Di Đà cứu độ. Chúng ta tin nhận pháp môn Di Đà cứu độ cũng có nghĩa là chúng ta tin nhận pháp môn chuyên xưng danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Hai văn giải thích về kinh A Di Đà trong Huệ Tịnh Pháp Sư giảng diễn tập 1, từ trang 53 đến trang 58. 5. Nhất tâm bất loạn. Nay giải thích về nhất tâm bất loạn. Có rất nhiều trứ tác đều giải thích nhất tâm bất loạn là chúng sanh niệm Phật phải đạt đến công phu nhất tâm bất loạn. Dĩ như phải đạt đến sự nhất tâm bất loạn, thậm chí có thể là lý nhất tâm bất loạn, tức là cảnh giới cao tột. Nếu không, chí ít cũng phải đạt đến công phu thành phiến, khi thức cũng như trong mộng đều như một, tịnh niệm tương tục. Kỳ thật, giải thích như vậy là hoàn toàn sai lầm. Đây là đem giáo lý thông thường ra để giải thích về giáo lý tịnh độ. Thật ra, ý nghĩa nhất tâm bất loạn ở đây rất đơn giản và cũng hoàn toàn phù hợp với câu nói. Chúng ta nghe nói đến Đức Phật A-di-đà trong tâm tin nhận Di-đà cứu độ. Ngoài miệng xưng niệm danh hiệu A-di-đà Phật, hoặc một ngày cho đến bảy ngày, hoặc một ngày hoặc bảy ngày, ở đây là chỉ cho mạng sống của chúng ta. Tùy theo mạng sống của chúng ta kéo dài được bao lâu mà chuyên xưng câu danh hiệu này. Nếu mạng sống của chúng ta chỉ còn một ngày thì chuyên niệm danh hiệu một ngày. Nếu mạng sống của chúng ta còn bảy ngày thì chuyên niệm danh hiệu bảy ngày. Nếu mạng sống của chúng ta còn bảy tháng, bảy năm hay bảy mươi năm thì chúng ta phải suốt đời niệm câu danh hiệu này mà không cần phải nhờ vào các công hạnh khác. Tuy chúng ta có tích lũy các thiện căn phước đức khác, nhưng không thể nhờ vào một chút thiện căn phước đức ấy mà được giáng sanh, bởi vì nó không đủ. Mà giáng sanh đều phải nương vào câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Xưng niệm danh hiệu cũng tùy thuộc vào căn tính của chúng ta. Căn tính của mỗi người mỗi khác, dù là trí thức, nông dân, công nhân hay thương gia, nhưng đều đem cương vị và trình độ của mình ra mà niệm Phật là tốt rồi. Có khả năng niệm dài dạng câu thì niệm dài dạng câu, không thể niệm dài dạng câu, chỉ niệm được vài nghìn câu thì niệm vài nghìn câu. Có khả năng nhiều thì niệm nhiều, có khả năng ít thì niệm ít, nhưng hễ có thời gian thì liền xưng niệm câu danh hiệu này. Còn như trong lúc đang niệm Phật, tâm có tán loạn hay không tán loạn, có vọng tưởng hay không có vọng tưởng, điều này không thành vấn đề. Bởi vì giảng sanh không phải nhờ vào công phu của chúng ta, cùng với việc có vọng tưởng tạp niệm hay không, có đạt đến công phu nhất tâm hay không đều chẳng liên quan. Đâu phải chúng ta nhất tâm mới giảng sanh, không nhất tâm thì chẳng thể giảng sanh. Hoặc là nhất định lâm chung phải chánh niệm hiện tiền mới giảng sanh, không chánh niệm thì không thể giảng sanh. Hoặc lại nói, khi lâm chung phải có người trợ niệm mới giảng sanh, không có người trợ niệm thì không thể giảng sanh, vân vân. Ở đây không đề cập đến những điều đó, bởi vì tất cả đều là sức của Đức Phật A-di-đà. Chỉ cần chúng ta một lòng chuyên niệm danh hiệu Ngài, nguyện sanh về thế giới cực lạc, suốt đời không thay đổi, thì khi lâm chung, Đức Phật A-di-đà tự nhiên sẽ hiện thân tiếp dẫn chúng ta giảng sanh cực lạc, hoàn toàn không tồn tại vấn đề công phu có nhất tâm bất loạn hay không. Vì thế, nhất tâm bất loạn ở đây chính là tâm chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Chuyên tin Đức Phật A-di-đà không thay đổi, không tạp loạn, đây là nhất tâm bất loạn. Nếu có người nói, này bạn, anh A có một pháp môn đặc biệt thù thắng, bạn đến học chứ? Chúng ta cũng chẳng hiếu kỳ,
vì bất luận pháp môn nào cũng đều không bằng câu danh hiệu A Di Đà Phật của chúng ta. Chỉ cần một câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này đã có đầy đủ vạn đức, việc giảng sanh của chúng ta lập tức thành tựu, chẳng cần phải nhờ vào các công hạnh khác. Sở dĩ chúng ta không hiếu kỳ, không động loạn là bởi chúng ta có tâm tin nhận đối với Đức Phật A Di Đà. Đây gọi là nhất tâm bất loạn. Hiện tại, phiền não, vọng tưởng tạp niệm của chúng ta khởi lên, chúng ta cũng đừng vì thế mà lo lắng cho rằng hỏng bét rồi, ta muốn giảng sanh về thế giới cực lạc mà lại có những tâm niệm này thì Đức Phật A Di Đà làm sao có thể cứu độ ta? Liệu Ngài có bỏ rơi ta không? Hoàn toàn không nên và không cần phải lo lắng như thế. Xin hỏi mọi người, có ai lại không có tham sân si? Có ai mà không có vọng tưởng tạp niệm? Nếu bạn không có tham sân si, vọng tưởng tạp niệm thì bạn đã là A-la-hán rồi. Đức Phật A-di-đà hoàn toàn không vì cứu độ bậc A-la-hán. Ngài trải qua trăm kiếp tư duy để phát ra lời thệ nguyện và trải qua nhiều kiếp tu hành. Lẽ nào lại không có giá trị ư? Bản thân các vị A-la-hán có thể tự ra khỏi tam giới, lục đạo luân hồi, cần gì Đức Phật A-di-đà phải cứu độ? Cho nên, đối tượng mà Đức Phật A-di-đà muốn cứu độ chính là chúng sanh trong đời ác ngũ trược. Ngũ trược nghĩa là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Chúng sanh chúng ta xưa nay vốn là có kiến trược, phiền não trược thì mới là phàm phu. Nếu chúng ta không có kiến trược, không có phiền não, không có tham sân si mạn nghi thì chúng ta đâu phải là phàm phu, mà không phải là phàm phu thì cũng không phải là đối tượng mà Đức Phật A Di Đà muốn cứu độ. Thế nên theo phương diện này thì chính vì chúng ta có phiền não nên mới hổ thẹn và vui vẻ niệm một câu danh hiệu A Di Đà Phật này. Đồng thời vì chúng ta có phiền não nên mới càng biết ơn sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Vì vậy, xin các liên hữu niệm Phật cầu giáng sanh cực lạc, chớ nên thấy mình có phiền não, tạp niệm mà sanh tâm sợ hãi, thoái lui, cảm thấy mình không đủ tư cách giáng sanh rồi hoài nghi Đức Phật A Di Đà. Nếu nghĩ như vậy thì chẳng khác gì cầm dao đâm vào ngực Đức Phật A Di Đà, khiến cho Ngài phải đau lòng mà rơi lệ. Đức Phật A Di Đà nhất định không bỏ rơi chúng ta, nên Ngài mới phát nguyện tu hành để cứu độ chúng ta. Chỉ cần chúng ta chuyên xưng danh hiệu A Di Đà Phật, nương vào sự cứu độ của Ngài, bất kể tâm mình có thanh tịnh hay không thanh tịnh, công phu có đạt đến nhất tâm hay không đều chẳng cần quan tâm. Hai văn giải thích về kinh A Di Đà trong Huệ Tịnh Pháp Sư giảng diễn tập 1, từ trang 58 đến trang 61. 6. Ba đoạn văn nói về hai tầng nhân quả là yếu chỉ của kinh A Di Đà. Kinh văn, tổ sư giải thích, chú giải. Kinh văn: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Văn thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, phân vân, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng trung thời, A Di Đà Phật, giữ chư thánh chúng, hiện tại kỳ tiền, thị nhân trung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Dịch nghĩa: không thể đem chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước kia. Nghe nói về Đức Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu, hoặc một ngày, vân vân, đến hoặc bảy ngày, nhất tâm bất loạn. Người ấy khi sắp mạng chung, Đức Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mắt người ấy. Người này khi mạng chung, tâm không điên đảo, liền được giảng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Tổ sư giải thích. Trong Pháp Sự Tán của Đại sư Thiện Đạo, giải thích đoạn kinh văn này như sau: cực lạc vô vi niết bàn giới, tùy duyên tạp thiện khủng nan sanh, cố sự Như Lai tuyển yếu pháp, giáo niệm Di Đà truyền phục duyên, thất nhật thất dạ tâm vô gián, trường thời khởi hạnh bội giai nhiên, lâm chung thánh chúng trì hoa hiện,
thân tâm dũng dược tọa liên hoa, tọa thời tức đắc vô sanh nhẫn, nhất niệm nghinh cương chí Phật tiền, pháp lữ tương y cánh lai trước, chứng đắc bất thoái nhập tam hiền. Nghĩa là: Cực lạc là phô vi niết bàn, tùy duyên tạp thiện khó giảng sanh, cho nên Như Lai chọn pháp yếu, dạy niệm Di Đà chuyên lại chuyên, 7 ngày 7 đêm không gián đoạn, hành trì lâu dài gấp bội thêm, lâm chung thánh chúng mang hoa đến, thân tâm hớn hở ngồi tòa sen, ngồi rồi liền đắc vô sanh nhẫn, một niệm liền sanh ở trước Phật, pháp lữ cùng nhau mang y đến, chứng được bất thoái nhập tam hiền. Chú giải: Không thể đem chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước kia. Đa số người ta đều cho rằng người tu hành cần phải phát tâm bồ đề, rộng tu lục độ vạn hạnh, hành thiện tích đức thì mới là đa thiện căn đa phước đức, mà không biết rằng chỉ cần chấp trì danh hiệu tức là đa thiện căn đa phước đức. Chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn. Phần nhiều người ta từng đem quan điểm của Thánh Đạo Môn ra để xuyên tạc cái nghĩa chân thật nhất tâm bất loạn của pháp môn tịnh độ, vốn là pháp môn đặc biệt. Họ cho rằng nhất tâm bất loạn nghĩa là người niệm Phật phải đạt đến công phu sâu dày, chứng nhập tam muội hoặc phục đoạn phiền não, mà họ không biết rằng chấp trì danh hiệu chính là tâm tin nhận Di Đà cứu độ, miệng xưng Di Đà danh hiệu. Nhất tâm nghĩa là không có hai tâm, không hai chính là chuyên. Bất loạn tức là không tạp loạn, không tạp loạn cũng là chuyên. Thế nên Đại sư Thiện Đạo giải thích chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn nghĩa là niệm Phật Di Đà chuyên lại chuyên. Cho nên bất luận người nào chỉ cần suốt đời hoặc 1 ngày hoặc 7 ngày cho đến 10 niệm hoặc 1 niệm chuyên niệm danh hiệu A Di Đà Phật, nguyện vãng sanh về thế giới Cực Lạc, liền nhờ nguyện lực của Phật sẽ được vãng sanh, rất dễ hiểu, dễ thực hành mà không mảy may có nghĩa huyền diệu gì khác. Người ấy khi mạng chung tâm không điên đảo. Đa số người ta đều cho rằng khi mạng chung nhất định phải tự mình giữ được chánh niệm, tâm không điên đảo mới có thể cảm được Đức Phật A Di Đà hiện ra trước mắt, tiếp dẫn vãng sanh, mà họ không biết rằng vị Phật hiện ra trước rồi mới được chánh niệm, chứ chẳng phải được chánh niệm rồi Phật mới hiện. Nghĩa là Đức Phật từ bi gia hộ khiến cho tâm ta không tán loạn, bởi vì bình sanh chuyên trì danh hiệu Phật, khi lâm chung Phật nhất định hiện ở trước. Vì Phật hiện ra rồi nên tự nhiên tâm được chánh niệm và không điên đảo. Hai tầng nhân quả này trong kinh văn vốn đã phân minh, tổ giải nghĩa càng thêm rõ ràng, nếu tĩnh tâm suy nghĩ thì nghĩa ấy tự hiển hiện. Trích trong Yếu Chỉ của kinh A Di Đà trong Huệ Tịnh Pháp Sư giảng nghĩa. 7. Đối chiếu hai bản dịch kinh A Di Đà. Bản đối chiếu hai bản dịch kinh A Di Đà của Tam Tạng Pháp Sư Cư Ma La Thập và bản của Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Pháp Sư Cư Ma La Thập dịch là Kinh Phật Thuyết A Di Đà. Huyền Trang Pháp Sư dịch là Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ. Điểm giống nhau, cả hai bản dịch đều dịch là Xá Lợi Phất. Trong Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Pháp Sư Cư Ma La Thập dịch là Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân. Trong Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ, Pháp Sư Huyền Trang dịch là Nếu các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân có niềm tin thanh tịnh. Pháp Sư Cư Ma La Thập dịch: Nghe nói đến Đức Phật A Di Đà. Pháp Sư Huyền Trang dịch là: Được nghe công đức trang nghiêm của thế giới Cực Lạc,
và danh hiệu Đức Phật Vô Lượng Thọ, có vô lượng vô biên công đức, bất khả tư nghị như thế. Pháp sư Cừu Ma La Thập dịch là chấp trì danh hiệu. Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang dịch là nghe rồi suy nghĩ. Pháp sư Cừu Ma La Thập dịch là hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày. Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang dịch là hoặc một ngày đêm, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, hoặc sáu, hoặc bảy. Pháp sư Cừu Ma La Thập dịch nhất tâm bất loạn. Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang dịch là hệ niệm bất loạn. Pháp sư Cừu Ma La Thập dịch là người ấy. Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang dịch là thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân ấy. Pháp sư Cừu Ma La Thập dịch khi sắp mạng chung. Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang dịch là khi sắp mạng chung, giống nhau. Pháp sư Cừu Ma La Thập dịch Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng. Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang dịch là Đức Phật Vô Lượng Thọ cùng vô lượng đệ tử Thanh Văn và chúng Bồ Tát câu hội. Pháp sư Cừu Ma La Thập dịch hiện ở trước mặt người ấy. Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang dịch là trước sau vây quanh đến đứng ở trước mặt người ấy. Pháp sư Cừu Ma La Thập dịch người ấy khi mạng chung tâm không điên đảo. Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang dịch từ bi gia hộ khiến cho đã bỏ thân mạng rồi tâm không điên đảo. Pháp sư Cừu Ma La Thập dịch liền được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang dịch là theo chúng hội của Đức Phật sanh về thế giới cực lạc thanh tịnh của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Bản dịch của Tam Tạng Pháp sư Cừu Ma La Thập là dịch ý, nghĩa là dựa vào ý nghĩa tiếng Phạn mà dịch thành tiếng Hoa. Có đặc điểm: thứ nhất, thuận theo ngữ pháp tiếng Hoa; thứ hai, thuận theo đặc tính đơn giản của người Trung Quốc; thứ ba, nội dung tóm tắt, lời văn ngắn gọn. Còn bản dịch của Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang là dịch thẳng, nghĩa là dựa vào câu văn tiếng Phạn mà dịch thành tiếng Hoa. Có đặc điểm: một, thuận theo ngữ pháp của tiếng Phạn; hai, không thuận theo đặc tính đơn giản của người Trung Quốc; ba, nội dung tỉ mỉ, lời văn rườm rà. Trích trong Yếu Chỉ của Kinh A Di Đà trong Huệ Tịnh Pháp Sư giảng nghĩa. 8. Chúng sanh trong biển khổ. Đại sư Đàm Loan là một người chân thật tu hành. Trong phần đầu của kệ Tán A Di Đà Phật, ngài nói: ngã tùng vô thỉ tuần tam giới, vì hư vọng luân sở hồi chuyển, nhất niệm nhất thời sở tạo nghiệp, túc hệ lục đạo trệ tam đồ. Nghĩa là ta từ vô thỉ theo tam giới, bị luân hồi hư vọng xoay chuyển, mỗi giây mỗi phút đều tạo nghiệp, đủ trói trong lục đạo tam đồ. Đại sư Đàm Loan nói: ta từ vô thỉ đến nay đều tạo nghiệp trong tam giới, nghĩa là bị luân hồi trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cho nên nói ta từ vô thỉ theo tam giới, bị luân hồi hư vọng xoay chuyển. Tam giới nghĩa là lục đạo luân hồi, mà lục đạo luân hồi thì hư vọng không chân thật. Nhưng chúng ta cứ thản nhiên ôm cái hư vọng cho là chân thật, nên một khi đã ở trong luân hồi rồi thì bị lưu chuyển không bao giờ ngừng nghỉ. Mãi đến tận hôm nay, chúng ta vẫn mỗi giây mỗi phút đều tạo nghiệp, đủ để trói buộc trong lục đạo tam đồ. Mỗi giây mỗi phút cũng là tâm tâm niệm niệm, hiện tại tâm tâm niệm niệm đều tạo nghiệp.
Tuy nói nghiệp có thiện nghiệp và ác nghiệp, nhưng Ngài Đàm Loan nói, nghiệp này đủ để trói buộc chúng ta trong lục đạo tam đồ, nghĩa là đều ở trong ba đường ác. Ý của đoạn văn này nói, Đại sư Đàm Loan tự nhận mình là một phàm phu tạo tội, tạo nghiệp. Nghiệp mà Ngài đã tạo trong từng sát na không phải là thiện nghiệp mà là nghiệp ở trong ba đường ác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, lục đạo là biển khổ. Biển này rõ ràng là không bờ cũng không đáy. Sự luân hồi trong lục đạo không có giới hạn, cũng không có kết thúc. Chúng ta thường trồi lên hụp xuống trong lục đạo. Trồi lên nghĩa là ở trong biển này, thỉnh thoảng chúng ta được sanh làm người, chợt nhô đầu lên trong khoảng mấy hơi thở, rồi lại chìm xuống. Ngay cả Đại sư Đàm Loan cũng tự nhận mình là một chúng sanh trồi lên hụp xuống trong tam ác đạo. Huống chi chúng ta, Ngài sống vào thời Nam Bắc Triều, vua Lương Vũ Đế phải hướng đến Ngài đảnh lễ và tôn xưng Ngài là Bồ Tát Loan. Vua của Bắc Triều, Bắc Ngụy thì tôn xưng Ngài là Thần Loan. Người như vậy mà tự nhận mình là một chúng sanh tội ác thì huống gì chúng ta? Chúng ta không có một chút năng lực, cơ hội nào để thoát khỏi lục đạo. Vì thế, nếu không có Đức Phật A-di-đà đã vì chúng ta mà phát ra điều nguyện thứ 18, thì chúng ta sẽ vĩnh viễn bị luân hồi trong lục đạo không có ngày ra khỏi. Chúng sanh khởi tâm động niệm như thế nào? Kinh Tịnh Độ Bồ Tát nói, nhất nhân nhất nhật trung, bát ức tứ thiên niệm, niệm niệm chi sở vi, giai thị tam đồ nghiệp. Nghĩa là một người trong mỗi ngày 84.000 niệm, hành vi trong mỗi niệm đều là nghiệp tam đồ. Mỗi người trong một ngày có bao nhiêu ý niệm? Có 84.000 ý niệm. Đây không phải là con số mà là một thứ biểu pháp, cũng có nghĩa là vô lượng vô biên số ý niệm không thanh tịnh. Hành vi của những ý niệm này không phải giúp cho chúng ta được sanh làm người, sanh lên thiên đường hay thoát ly lục đạo luân hồi, mà trái lại đều là tạo nghiệp trong tam đồ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tâm niệm của chúng ta rõ ràng là như vậy, nghĩ đến mà kinh hoàng, cho nên Kinh Địa Tạng nói, Nam Diêm Phù Đề chúng sanh cử chỉ động niệm, vô bất thị nghiệp, vô bất thị tội. Nghĩa là chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề cử chỉ động niệm không gì chẳng phải là nghiệp, không gì chẳng phải là tội. Nghĩa là chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả ngôn ngữ, hành vi của ba nghiệp, thân khẩu ý đều là nghiệp, đều là tội. Kinh Địa Tạng lại nói, nghiệp lực thậm đại, năng địch tu di, năng thâm cự hải, năng chứng thánh đạo. Nghĩa là nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi tu di, có thể sâu rộng như biển, có thể làm chướng ngại thánh đạo. Nghiệp lực của chúng sanh có thể sánh bằng núi tu di. Tu di là ngọn núi cao nhất trong vũ trụ, nhưng nghiệp tội của chúng ta so với núi tu di còn cao hơn, sâu rộng như biển. Đại hải là sâu nhất, nhưng tội nghiệp của chúng ta so với đại hải còn sâu hơn. Như vậy, nếu Đức Phật A-di-đà không phát ra lời thệ nguyện, nếu ta thành Phật, vân vân, thì chúng ta vĩnh viễn phải chịu luân hồi trong ba cõi sáu đường. Ba cõi này, Đại sư Đàm Loan miêu tả như thế nào? Ngài nói, ba cõi là hư giả, là nhiễm ô, là điên đảo, là phá hoại, là luân hồi, là vô cùng. Nghĩa là nhân và quả của chúng sanh trong ba cõi đều hư giả không chân thật, đều là nhiễm ô không thanh tịnh, đều là điên đảo, không phải là chánh tri chánh kiến, đều là phá hoại, mỗi niệm thay đổi vô thường, không tồn tại vĩnh hằng. Hơn nữa, một khi đã luân hồi thì không đọa vào địa ngục, cũng làm ngạ quỷ hay súc sanh, không bao giờ cùng tận. Điều này thật khủng khiếp. Lại nói, phàm phu bị sanh tử lưu chuyển trong nhà tối tam giới. Tam giới giống như ngôi nhà rộng nhưng vô cùng tối tăm, không có một chút ánh sáng nào. Ý muốn nói,
phàm phu chúng ta ở trong ba cõi sáu đường thường mê mà không giác. Lại nói, tam giới đều do tà đạo hữu lậu sanh ra, là giấc mộng dài không biết khi nào tỉnh. Chúng ta vĩnh viễn ở trong đó, không biết khi nào mới ra khỏi, luân chuyển trong ba cõi. Nếu không gặp được Phật Pháp, hoặc gặp Phật Pháp nhưng không gặp được pháp môn cứu độ của Đức Phật A-di-đà, thì vĩnh viễn ở trong nhà tối tam giới, trong lục đạo như giấc mộng lớn, không thể nào thoát khỏi. Nghĩa của điều nguyện thứ 18, ngày 20 tháng 3 năm 2005. Ba La Mã, hành đạo không khó. Một, đạo khó hành và đạo dễ hành. Căn cơ của chúng sanh có muôn vàn sai khác, nên trên lộ trình tiến tu đến địa vị bất thoái chuyển cũng có rất nhiều pháp môn. Trong vị hành phẩm, Bồ Tát Long Thọ đem tất cả pháp môn tu để đạt đến bất thoái chuyển, chia ra thành đạo khó hành và đạo dễ hành. Đạo khó hành thì hoặc là hoàn toàn dựa vào sức mình, hoặc là tu hành một nửa tha lực, một nửa tự lực. Đạo dễ hành là chỉ cho pháp môn tu hành được Đức Phật A-di-đà cứu độ của Tông Tịnh Độ mà Bồ Tát Long Thọ đã nhấn mạnh, đó là đạo dễ hành, nghĩa là hoàn toàn dựa vào tha lực. Tha lực ở đây là chỉ riêng cho sức cứu độ của Đức Phật A-di-đà. Vì vậy, đạo dễ hành có thể nói là hoàn toàn nương vào sức của Đức Phật A-di-đà, không có mảy may nào là sức của mình. Ví dụ như, có một người không biết bơi, chẳng may bị rơi xuống biển, không có cách nào sang được bờ bên kia. Anh ta vùng vẫy, đau khổ, sắp chết chìm trong gang tấc, thì bỗng Đức Phật A-di-đà chèo thuyền bản nguyện đến bên anh ta. Ngài nói, người không có sức cũng không có ai cứu, nên nay ta đến để cứu ngươi. Nói rồi, Đức Phật A-di-đà kéo anh ta lên thuyền đại nguyện. Người này không cần phải mua vé, cũng chẳng cần phải phụ giúp người lái một tay, mà lại mau chóng sang được bờ bên kia một cách an toàn. Nên Bồ Tát Long Thọ, thí dụ đây là pháp môn đi thuyền. Ở nước Ngụy, nước Tấn, thời đại Nam Bắc Triều, có một vị tổ sư của Tông Tịnh Độ là Đại sư Đàm Loan. Ngài cũng kế thừa tư tưởng của Bồ Tát Long Thọ. Bồ Tát Long Thọ cho rằng đạo dễ hành là pháp môn đi thuyền, nghĩa là nhờ ngồi trên thuyền cho nên mau tới mà không bị thoái lui. Còn ngài ví đạo khó hành giống như đi bộ, nghĩa là dùng sức của mình để tự đi. Ý nghĩa của việc đi thuyền là dù bản thân có sức lực nhưng trên suốt lộ trình cũng không cần sử dụng. Huống hồ bản thân không có một chút sức lực nào nên mới bị đọa lạc, thì nhất định phải nhờ vào sức cứu độ của Đức Phật A-di-đà. Nội dung chủ yếu của vị hành phẩm là hỏi đáp về đạo khó hành và đạo dễ hành. Để nói rõ về đạo dễ hành, sau đó chỉ hỏi đáp về đạo dễ hành, nhờ đó hiển bày trọn vẹn tư tưởng của Bồ Tát Long Thọ. Vấn viết: chí A Duy Việt trí địa giả, hành chư nan hạnh, cửu nải đắc khả, hoặc đọa thanh văn bích chi Phật địa, hoặc nhĩ giả thị đại suy hoạn, chân chân. Nhược chư Phật sở thuyết hữu dị hành đạo, tật đắc chí A Duy Việt trí địa phương tiện giả, nguyện vị thuyết chi. Hỏi: người tu hành muốn đắc A Duy Việt trí phải trải qua thời gian lâu dài, làm những hành khó làm mới có thể chứng đắc, hoặc rơi vào hàng thanh văn hay bích chi Phật. Nếu như vậy thì thật là một điều đáng lo lắng. Như chư Phật đã dạy, có đạo dễ hành là phương tiện mau chóng đắc A Duy Việt trí. Cuối xin Ngài hãy chỉ dạy cho chúng con được biết. Phán định về hai đường khó và dễ trong Tịnh Huệ Pháp Sư giảng diễn, tập 1, trang 99 đến 101. 2. Môn Thánh Đạo và Môn Tịnh Độ. Bồ Tát Long Thọ nói: Phật Pháp có vô lượng pháp môn.
Lại nói, Bồ Tát Đạo cũng như vậy. Cho nên nói, Phật Pháp chính là Bồ Tát Đạo. Nhưng bất luận là Phật Pháp hay Bồ Tát Đạo cũng đều có thể chia thành hai môn là đạo khó hành và đạo dễ hành. Nội dung của đạo khó hành giống như đi bằng chân trên đường bộ. Trên hành trình đi thì rất cực khổ, là nhiều, là lâu đến, là thoái tâm, nhất định phải siêng năng tinh tấn. Không những phải trải qua nhiều kiếp tu tập các thứ pháp môn, mà còn có thể bị thoái chuyển. Đặc biệt, đạo dễ hành thì không phải như vậy, giống như đi đường thủy, ngồi trên thuyền rất thoải mái. Không những rất dễ đi mà lại mau đến, là một và nhanh, là chắc chắn. Một nghĩa là chỉ cần chuyên nhất xưng niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà mà không cần phải nhờ vào các công đức khác để hồi hướng. Chỉ cần nhất hướng chuyên xưng A-di-đà Phật là đủ rồi. Hơn nữa, kết quả lại nhanh chóng, thành tựu ngay trong hiện tại, đồng thời chắc chắn vãng sanh 100% không còn bị thoái chuyển. Bồ Tát Long Thọ đem toàn bộ giáo pháp của Đức Phật chia thành hai môn là đạo khó hành và đạo dễ hành. Đạo sư Đàm Loan tiến thêm một bước, phân tích thành tự lực và tha lực. Kế đến, đệ tử của đại sư Đàm Loan là đại sư Đạo Xước tiếp tục phân ra thành môn thánh đạo và môn tịnh độ. Đại sư Đạo Xước cho rằng môn thánh đạo nhất định phải thuộc căn cơ bậc thánh mới có thể tu hành, còn môn tịnh độ thì không nhất định phải là căn cơ bậc thánh, mà chúng sanh chỉ cần tin nhận Di Đà cứu độ, chuyên xưng Di Đà Phật danh, nguyện sanh Di Đà tịnh độ thì sẽ được vãng sanh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà và thành Phật. Tóm lại, toàn bộ Phật Pháp có thể chia thành hai môn, là môn thánh đạo và môn tịnh độ. Môn thánh đạo là đạo khó hành, nó thuộc về tự lực, chỉ căn cơ bậc thánh mới có thể tu được. Luận về tu hành là phải tu như thế nào? Nghĩa là giống như đi bộ, cho nên là khổ, là nhiều, là lâu, là thoái lui. Đã có thoái chuyển thì việc chứng quả bất định. Còn môn tịnh độ thì thế nào? Là đạo dễ hành, là tha lực, tất cả phàm phu đều có thể tu được. Nghĩa là nói tâm tin vào pháp môn cứu độ. Tin như thế nào? Tin vào pháp môn niệm Phật. Chuyên nhất niệm Phật thì giống như đi đường thủy nhờ thuyền, cho nên là vui, là duy nhất, là nhanh, là chắc chắn, mà vãng sanh quyết định. Môn thánh đạo và môn tịnh độ đều là Phật Pháp. Đạo khó hành và đạo dễ hành cũng là Phật Pháp. Tự lực và tha lực cũng đều là Phật Pháp. Cho nên chúng ta không thể nói rằng phải dũng mãnh tinh tấn tu hành mới là Phật Pháp. Còn ung dung thoải mái niệm Phật thì không phải là Phật Pháp. Quan niệm này không đúng. Thông thường, đa số tín đồ Phật giáo đều so sánh và sùng kính những bậc tu hành khổ hạnh. Họ cho rằng học Phật quý ở tu hành khổ hạnh. Cho nên, người có trải qua tu khổ hạnh mới được đại chúng tin phục. Còn các ông già bà lão là những người không biết chữ, chẳng qua chỉ mấp máy môi niệm Phật, như thế thì có gì là quý? Thậm chí có người còn hoài nghi, chẳng lẽ đây cũng là Phật Pháp ư? Đây chẳng những đương nhiên là Phật Pháp, mà còn là Phật Pháp giúp hành giả thành tựu Phật quả mau chóng nhất. Thế nhưng, lại có lắm người xem thường người niệm Phật. Họ cho rằng, ta là người có học vấn thế này, có thể thâm nhập kinh tạng, tinh tấn thế kia, có thể học đủ các pháp môn. Chẳng lẽ ta lại giống như các ông già bà lão, suốt ngày chỉ niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi sao? Chính vì có thiên chấp này nên mới sanh tâm kiêu mạn. Nếu tình trạng cứ như vậy thì như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, khó mà tin được pháp môn này. Phán định về hai đường khó và dễ trong Huệ Tịnh Pháp Sư giảng diễn, tập 1, trang 139 đến 142. 3. Môn thánh đạo
là giáo pháp tu hành tự lực. Môn Thánh Đạo là giáo pháp tu hành tự lực, hoàn toàn dựa vào khả năng và sức lực của mình, đời đời kiếp kiếp ở trong lục đạo không mất thân người, tu hành lục độ vạn hạnh để chứng quả. Nhưng giáo pháp này chỉ căn cơ bậc thánh mới có thể tu hành nổi, cho nên gọi là khó. Còn môn Tịnh Độ là giáo pháp tính tâm tha lực, đời này lúc này ở thế giới Ta Bà nhất hướng niệm Phật giảng sanh về Tịnh Độ Cực Lạc để chứng quả. Giáo pháp này phàm phu ai cũng tu được, cho nên gọi là dễ. Nói cách khác, nếu phải tu hành theo môn Thánh Đạo thì trước hết bạn phải có đầy đủ căn cơ của bậc thánh, phải xác định được mục tiêu trọng yếu. Nếu đời này bạn không thể thành tựu đạo nghiệp thì cũng phải được thân người trở lại. Hơn nữa, phải có nhân duyên liên tục. Nếu cả đời bạn không thành tựu đạo nghiệp thì vẫn phải tiếp tục tu hành, phải có bản lĩnh như thế. Nếu không thì miễn bàn, bởi vì chính bạn cũng không biết đời này bạn sẽ đi đâu. Nhưng thường thường chạy không thoát cái gọi là tam thế oán, nghĩa là đời này bạn học Phật, bố thí, tích lũy rất nhiều công đức, đời sau được hưởng thụ phú quý. Nhưng trong khi hưởng lạc, bất tri bất giác tạo ác, đời thứ ba sẽ đọa lạc. Vì vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp dạy chúng ta hành thiện tích đức không phải để cầu sanh lên trời hay làm người hưởng phước, hoàn toàn không phải như vậy. Ngài dạy chúng ta phải hồi hướng khi lâm chung được giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Phán định về hai đường khó và dễ trong Huệ Tịnh Pháp Sư giảng diễn tập 1 trang 143-144. 4. Môn Tịnh Độ là giáo pháp tính tâm tha lực. Môn Thánh Đạo và môn Tịnh Độ không giống nhau. Môn Tịnh Độ là giáo pháp tính tâm tha lực, là chỉ cho nguyện lực của Đức Phật A-di-đà. Tính nghĩa là tin sự thật tồn tại một cách khách quan. Vì nếu không có sự thật tồn tại khách quan bên ngoài, thì tín ngưỡng của chúng ta chỉ là trống rỗng, chỉ là nói suông. Sự tồn tại của thế giới Cực Lạc và Đức Phật A-di-đà là sự thật khách quan mà Đức Phật Thích Ca bảo chứng cho chúng ta. Vì thế, sự tồn tại của Đức Phật A-di-đà là căn nguyên tín tâm của chúng ta. Chúng ta chỉ cần tin lời Phật nói, không cần phải tính toán hay đắn đo gì, tự nhiên, thật thà tin tưởng, không nghi ngờ, không lo lắng, lập tức tiếp nhận được sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà. Như trăng sáng trên bầu trời chiếu xuống nước thì có bóng trăng hiện ra. Bóng trăng không phải do nước sanh ra. Chỉ cần có trăng thì mặt nước ảnh hiện ra bóng trăng. Không phải nhờ phương tiện mới sanh, hồ to cũng được, chén nhỏ cũng được. Chỉ e rằng bạn lấy nắp vung mà che các đồ đựng nước lại. Bằng không thì chẳng có gì phải bàn. Nhìn dòng sông có nước thì nhìn dòng sông đều có bóng trăng. Cũng vậy, chỉ cần chúng ta bằng lòng tiếp nhận sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà, thì trong tâm mỗi người đều có công đức của Ngài. Đức Phật A-di-đà ở cùng một chỗ với chúng ta, cùng ra, cùng vào, cùng ngủ, cùng thức, cùng công tác và mãi mãi bảo hộ chúng ta. Thế nhưng nếu chúng ta đem tâm thủy của mình che kín lại, hoài nghi, làm gì có Đức Phật A-di-đà, làm gì có thế giới Cực Lạc, đâu có chuyện dễ dàng như thế. Thiên hạ đâu có chuyện ăn bánh không phải trả tiền. Nói những lời như vậy là tự đánh mất lợi ích lớn. Giống như mặt trời chiếu khắp đại địa, chiếu cả cây to lẫn cây nhỏ, chiếu cả người xuất gia lẫn người tại gia, chiếu cả người tu hành lẫn người không tu hành. Thế nhưng nếu bạn tự mình trốn tránh, ẩn náu ở trong động hay trong nhà, thì bạn không thể tiếp xúc được với ánh mặt trời. Cho nên, pháp môn Tịnh Độ này là giáo pháp tính tâm tha lực, nghĩa là ngay ở trong đời này, lúc này, tại thế giới Ta Bà này, tin tưởng niệm Phật chắc chắn vãng sanh, và nhất hướng niệm Phật thì lâm chung sẽ được vãng sanh về thế giới Cực Lạc, chứng quả vị. Nhất hướng nghĩa là không có hai hướng, ba hướng,
không phải hôm nay niệm Phật, ngày mai lại niệm cái khác. Nếu tâm tư không nhất định, nay tu pháp này, mai lại tu pháp khác, thì không phải là nhất hướng. Nhất hướng là từ khi mới bắt đầu phát tâm, liên tục cho đến lúc giảng sanh đều không thay đổi, mới là nhất hướng niệm Phật. Người thật sự tin Phật thì luôn nhất hướng niệm Phật, lâm chung được vãng sanh về cõi tịnh độ cực lạc để chứng quả vị. Ý của câu văn trên là, môn tịnh độ không yêu cầu người niệm Phật phải ở thế giới ta bà này chứng quả vị, mà là về thế giới cực lạc rồi mới chứng quả vị. Còn tu theo môn thánh đạo thì bắt buộc người tu hành phải ở ngay thế giới ta bà này chứng quả vị. Đời này không thành tựu thì đời sau trở lại. Đời sau nếu không thành tựu thì đời sau nữa trở lại tiếp tục tu hành, liên tục cho đến khi chứng quả. Chúng ta không làm được như vậy. Nghĩ đến con đường phải trải qua nhiều đời, nhiều kiếp khổ tu, là nhiều, là lâu, là thoái chuyển của đạo khó hành, mà bản thân thì hoàn toàn không có một chút năng lực nào. Hơn nữa, nghĩ đến Đức Phật A-di-đà đã chuẩn bị đầy đủ cho chúng ta rồi, về đến thế giới cực lạc rồi mới chứng quả vị. Việc này thì mọi người, thiện, ác, phàm phu, ai ai cũng có thể làm được. Tóm lại, giáo pháp tu hành theo môn thánh đạo trong Phật Pháp là đạo khó hành, là tự lực, là khổ, là lấy việc tu hành lục độ vạn hạnh làm tông chỉ. Còn môn tịnh độ là giáo pháp tính tâm, là tình Phật, là đạo dễ hành, là tha lực, là vui, là lấy tính nguyện truyền xưng danh hiệu Phật làm tông chỉ. Phán định về hai đường khó và dễ trong Huệ Tịnh Pháp Sư giảng diễn, tập 1, trang 144 đến 147. Năm, lời của Đại sư Thiện Đạo được chứng thật. Đại sư Thiện Đạo sinh năm 613, mất năm 681, sống vào đời Đường, ở chùa Tây Kinh thuộc đất Trường An, đã từng cùng với Pháp sư Kim Cang so sánh niệm Phật hơn kém ra sao. Đại sư Thiện Đạo ngồi trên tòa cao phát nguyện. Y cứ vào rất nhiều kinh điển đại thừa của Đức Phật nói, niệm Phật được vãng sanh tịnh độ, bất luận là người lúc bình thường học Phật, cả đời niệm Phật, hay là người mới chỉ niệm Phật được mấy ngày, thậm chí là người lúc sắp chết mới biết niệm Phật, chỉ niệm được 10 tiếng hoặc 1 tiếng A-di-đà Phật, nương vào Phật lực đều nhất định được vãng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Nếu nói lời này là chân thật, tuyệt đối không lừa dối chúng sanh, thì xin cho toàn bộ tượng Phật trong chùa đều phóng ánh sáng để làm chứng. Nếu pháp môn niệm Phật này là giả dối, chẳng qua là chư Phật nói những lời dụ dỗ để đánh lừa chúng sanh, chứ thật ra đều không thể vãng sanh tịnh độ. Nếu như vậy thì Đại sư Thiện Đạo tôi lập tức đọa vào đại địa ngục ngay ở trên tòa này, chịu đau khổ vĩnh viễn không có ngày ra khỏi. Sau khi nói lời ấy xong, Đại sư Thiện Đạo cầm gậy Như Ý chỉ vào các tượng Phật trong chùa. Lập tức sự việc bất khả tư nghị đã diễn ra, đó là toàn bộ tượng Phật đều phóng ánh sáng lớn. Trích trong Niệm Phật Kính do Đạo Kính và Đại sư Thiện Đạo biên tập vào đời Đường. Lợi ích thù thắng của việc niệm Phật trong Niệm Phật Cảm Ứng Lục, tập 1, trang 70. Diêm Vương cũng sợ Phật A-di-đà. Nói tiếp về bà hoàng này, bà lại kể với mọi người một chuyện. Sự vĩ đại của Phật A-di-đà, cả vua Diêm La cũng phải sợ. Đây là việc 5 năm về trước. Ở kế nhà của bà là nhà hai mẹ con cô gái kia mướn ở. Có một đêm vào lúc nửa đêm, bà như nửa mộng nửa tỉnh, bỗng nghe có tiếng gõ cửa, lại nghe có tiếng rất nhiều người đang kêu mở cửa. Bà hoàng to tiếng hỏi, "Ai đó?" Thì nghe tiếng người ngoài cửa trả lời, "Ta là sứ giả của Diêm La, phải đến tìm một người." Bà hoàng lại to tiếng nói, "Nhà này của chúng tôi,
là người theo Phật A Di Đà, không có quan hệ gì với vua Diêm La của các ngươi. Đi khỏi đây nhanh đi. Nói xong, bà liền to tiếng niệm A Di Đà Phật. Đường lộ lớn được một lúc, bà ngừng lại lắng nghe. Bên ngoài đã không còn động tĩnh gì nữa hết. Bà liền mở cửa ra xem thử, thì thấy có một đám đông người đang đi hướng ra đường lộ lớn. Có người khua chiêng đánh trống, có người mang cờ, lệnh bài. Cuối cùng là một người mặc đại bào xanh, ngồi một cái kiệu to bốn người khiêng. Cả đám đang vội vã chạy. Bà Hoàng lúc đó càng gắng sức niệm Phật hơn. Vừa thức dậy, hóa ra chỉ là một giấc mộng, nhưng trong miệng vẫn còn niệm A-di-đà Phật. Nguyên là hai mẹ con cô gái nhà kế bên bà Hoàng. Cô con gái năm nay 18 tuổi, vì trên cổ nổi lên một cái nhọt to bằng trứng chim bồ câu. Muốn vào bệnh viện mổ cắt bỏ đi, hai mẹ con liền cùng đến một bệnh viện ở thành phố Đại Trung. Không may sau khi mổ thì chết. Ngày đó đúng là ngày họ dậy. Sau cái đêm trong giấc mộng, bà Hoàng thấy do nhờ câu A-di-đà Phật mà đuổi được bọn quỷ sai của vua Diêm La. Bà Hoàng nói bà rất tiếc cho cô gái, do vì trước khi xảy ra việc bà không biết được hai mẹ con đi nằm viện mổ. Nếu như bà biết trước thì đã cản, kêu họ không cần đi. Nhưng ba ngày trước bà không dám nói với họ về giấc mộng vua Diêm La sai quỷ đến đây tìm người. Do gì không biết hư thật thế nào, sau khi nói ra e rằng người ta nói dùng lời nói yêu ma mê hoặc người, cho nên không dám nói để nhắc họ chú ý. Đáng tiếc là họ không có tin Phật, cũng không biết niệm Phật để giải mở quán kết. Một mai vô thượng đến, người không biết niệm danh hiệu Phật sẽ chịu sự chi phối của vua Diêm La. Không cách gì, chỉ đành đi theo ông ta thôi. Mọi người chúng ta thử nghĩ xem, người trì danh hiệu Phật có vô lượng vô số chư Phật ở sáu phương, nhiều như số cát sông Hằng, đều hộ niệm người này. Tất cả quỷ thần và vua Diêm La làm sao dám đến gần người niệm Phật? Nói như thế thì người niệm Phật sẽ không chết ư? Như thế cũng không đúng. Người niệm Phật nếu như đến lúc thọ mạng hết thì chỉ có Tây Phương Tam Thánh theo âm thanh mà đến tiếp dẫn giảng sanh về nước Phật. Một đời thành tựu, vĩnh viễn không có đọa lạc trong lục đạo, thọ cái khổ luân hồi này nữa. Cho nên, xin khuyên các vị độc giả, đến giới môn trì danh niệm Phật nhiều vào, tự mình niệm Phật, tự mình được cứu. Chuyện thứ 48. Trong mộng niệm Phật, cứu mẹ thoát hiểm. Cơ sở Hoằng Pháp Vụ Phong của Liên xã ở Đài Trung có một vị liên hữu niệm Phật rất cung kính, họ Hầu, tên Anh Mãn, lại có tên là Ngân Tiếu, năm nay 38 tuổi, nguyên quán ở làng quê Tân Dinh, miền Nam. 4 năm trước, theo chồng về về ở thôn Thảo Hồ ở Vũ Phong. Cô gái này đời trước trồng nhiều căn lành, sau khi nghe được pháp môn tịnh độ, tính tâm kiên cố, hai thời khóa sớm tối chưa từng gián đoạn. Có được công phu lớn mạnh hơn người, tâm không rời Phật, Phật không rời tâm, cho nên mới được cảm ứng ở trong mộng niệm Phật cứu được mẹ cô ta thoát được nguy hiểm hung dữ. Ngày mùng 1 tháng 8 là ngày giảng kinh ở cơ sở Hoằng Pháp. Liên hữu Anh Mãn hướng về mọi người thuật lại chuyện linh cảm của cô đã trải qua. Cô ta nói, Phật Pháp đích thực không thể nghĩ bàn. Chỉ cần thành kính niệm Phật thì ai cũng được lợi ích, được cảm ứng to lớn. Tôi một năm trước, có một đêm nằm mộng, thần thức không biết sao vô tình đi về nhà của mẹ ở Tân Dinh. Bỗng nhìn thấy một con quỷ hung ác, tay cầm một sợi dây trói mẹ tôi lại. Đang sắp lôi đi, tôi lập tức níu mẹ tôi lại không buông, lớn tiếng la to, A-di-đà Phật đến cứu mẹ con. Vừa cố sức kêu A-di-đà Phật vừa mở dây ra, con ác quỷ đó không biết bỏ đi lúc nào, không thấy nữa. Sáng sớm thức dậy, Anh Mãn đem cảnh giới không lành trong mộng nói cho chồng cô biết. Nếu như không phải thánh hiệu A-di-đà Phật có sức oai thần như thế, thì mẹ chắc không cứu trở lại được. Mặc dù đã nói như thế, nhưng trong lòng vẫn không yên. Nói chung cảm thấy không yên tâm lắm. Đến hơn 10 giờ, lúc Anh Mãn đang vo gạo trong bếp, người áo xanh, tức áo của bưu điện, đưa đến một lá thư nhanh. Bóc ra xem thì mới biết là mẹ đêm qua bỗng nhiên bị chứng xuất huyết não, hiện còn đang hôn mê.
anh Mãn tức thời sửa soạn đồ đạc để về Tân Dinh, ngồi trên xe tạm nén nỗi âu sầu, nhất tâm khẩn thiết niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc xe đi ngang qua Chương Hóa, vô tình ngẩng đầu lên trên không thì thấy Tây Phương Tam Thánh hiện trên hư không rất là sáng rỡ. Lúc đó anh Mãn càng niệm mạnh hơn, không buông lời lục tự hồng danh một hơi nào hết. Niệm mãi đến Tân Dinh, xuống xe nhìn lại trên không thì không còn thấy nữa. Anh Mãn về đến nhà thì thấy mẹ mình miệng mắt đều méo lệch, bất tỉnh nhân sự, tay trái chân trái nửa bên thân đã bị liệt. Cô liền ngồi bên mẹ niệm Phật mãi không ngớt. Đến ngày thứ ba, bà mẹ tỉnh lại và nói chuyện lại được. Anh Mãn mỗi ngày đều cầu nước chú Đại Bi cho mẹ uống và bảo mẹ cùng niệm A Di Đà Phật. Đến ngày thứ bảy, tính từ ngày anh Mãn về thì miệng mũi của mẹ đã dần dần hồi phục. Về sau mỗi tháng đều về thăm mẹ, mỗi lần về đều khích lệ mẹ niệm Phật, đồng thời dẫn mẹ đến chùa quy y Tam Bảo gieo trồng căn lành. Đến ngày 26 tháng 8 năm nay, bà cụ đã niệm thánh hiệu được 2 năm, cuối cùng ra đi an tường trong tiếng niệm Phật trợ niệm của anh Mãn. Chuyện kể tới đây, các vị liên hữu ai nấy đều khen anh Mãn là người con hiếu, thần thức ở trong mộng còn biết niệm Phật để lùi được quỷ, khiến mẹ khỏi rơi vào tam đồ, lại còn biết hướng dẫn cho bà biết thành kính niệm Phật. Khi lâm chung trợ niệm cho vãng sanh Tây Phương, thật là hy hữu ít có được. Tôi nói chỉ đáng tiếc là lúc cô ta ở trên xe niệm Phật, đi ngang qua Chương Hóa, thấy được Tam Thánh thị hiện, không mang theo máy chụp hình. Nếu như chụp được tấm ảnh ấy, há không phải là thật chứng cho Phật Bồ Tát đích xác là có thật ư, dùng để cảm hóa những chúng sanh can cường khó hóa độ. Câu chuyện thứ 49. Lúc giải phẫu quét thịt ở cánh tay, thần thức vào chơi thiên đường. 15 năm trước, Tấn Lễ, đứa con trai thứ ba, Việt Nam gọi là thứ tư, của liên hữu Chung Chim Khoan Phụng mới 15 tuổi. Nhà họ ở phía trước rạp hát quốc tế đường Phục Hưng. Lúc bấy giờ, sư tỷ Khoan Phụng thường dẫn cậu ta đến liên xã lạy Phật nghe Pháp. Nhưng đời người tai nạn nhiều. Vào mùa thu năm đó, có một buổi chiều, Tấn Lễ đang đứng trước cửa nhà mình, bỗng một chiếc xe tải lớn muốn tránh ba đứa nhỏ đang giỡn ở giữa đường, đột nhiên khẩn cấp quẹo sang bên phải, lập tức tông vào Tấn Lễ đang đứng trước cửa. Thật là tai họa từ trời giáng xuống bất ngờ. Cái móc trong lòng bánh xe quấn chặt quần áo của nó, lôi nó đi một khoảng 2 cột đèn. Xe lại thắng không dừng. Lúc đó, Tấn Lễ tự nghĩ tánh mạng khó giữ được. Trong cơn nguy cấp, phát sanh trí huệ. Trong miệng nó bỗng nhiên nói dọt ra: "Mẹ con là người tin Phật, xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mau đến cứu con đi." Kêu liền 3 lần như vậy, nói ra cũng thật kỳ lạ. Chiếc xe liền thắng đứng lại, chỉ còn một chút xíu nữa là bị bánh xe cán chết rồi. Nhưng cánh tay trái đã bị xây xát nặng, từ trên khuỷu tay đến bàn tay, máu thịt và các đá lẫn lộn không phân biệt được, liền đưa vào bệnh viện tỉnh Lập Đài Trung. Tấn Lễ tội nghiệp, nhập viện được 3-4 ngày thì cánh tay đó sưng phù lên đen thui, do vì các đá lẫn lộn vào trong da thịt hơi nhiều, nhất thời lấy ra không hết. Bác sĩ liền nói với Khoan Phụng rằng: "Cánh tay này của con cô phải cưa bỏ mới an toàn, nếu không thì nguy tới tính mạng." Khoan Phụng liền thương nghị với bác sĩ rằng: "Tôi xem cánh tay này, ngón tay động đậy được, gân cốt còn tốt, không bị thương. Hiện giờ chỉ là da thịt bị hư rửa thôi. Xin bác sĩ cố gắng giúp cho cháu khỏi bị cưa tay, chỉ khoét da thịt hư rửa đó bỏ đi là được rồi." Bác sĩ cũng liền theo lời yêu cầu của cô ta, đánh thuốc mê cho Tấn Lễ mê đi, rồi bắt đầu phẫu thuật, khoét đi cả mâm thịt lẫn lộn các đá. Khoan Phụng thì ở một bên cứ niệm: "Cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát." Cuộc phẫu thuật của Tấn Lễ hoàn thành thuận lợi. Sau khi thuốc mê giả, tỉnh táo trở lại, Tấn Lễ liền nói với mẹ nó rằng: "Má, con vừa rồi nằm trên bàn mổ, sau khi mất hết tri giác thì thấy một ông bác sĩ mặc đồ trắng bồng con đến nơi rất là đẹp. Con hỏi ông ta đây là đâu, ông ta đáp là thiên đường, lại bảo rất nhiều cô gái đẹp nhảy múa cho con xem. Con lại hỏi ông ta
những cô gái đẹp này là người ở đâu? Ông ta nói với con là thiên nữ. Má, con rất là sung sướng, có thể đi đến thiên đường, xem được những cảnh giới này. Sư tỷ Khoan Phụng liền biết đây là sự cảm ứng do cô cố sức niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mà được. Nhất định là phương tiện khéo léo của Quán Thế Âm Bồ Tát khiến cho tinh thần của Tấn Lễ được an ủi, quên đi sự đau đớn. Sư tỷ Khoan Phụng mắt nhìn thấy cánh tay trái của con mình sau khi bị khoét đi một miếng thịt, chỉ còn lại gân và xương, khó tránh khỏi đau lòng, lo lắng. Nhất là thời gian nuôi con ở bệnh viện, sớm tối không có tụng niệm được, tinh thần cảm thấy không yên. Thế là liền về nhà thỉnh một bức Tây Phương Tam Thánh nhỏ đem vào bệnh viện dán lên trên tường. Ngoài hai thời khóa sớm tối ra, cô vẫn cứ thành kính cầu nguyện xin Quán Thế Âm Bồ Tát gia bì cho cánh tay của con trai sớm hồi phục bình thường. Thật là không thể nghĩ bàn, Bồ Tát từ bi, có cầu liền ứng nghiệm. Vào một buổi sáng sớm, Tấn Lễ nói với má: "Má, tối qua con được nhìn thấy toàn thân trang nghiêm của Quán Thế Âm Bồ Tát, tay phải cầm nhành dương, tay trái cầm tịnh bình kêu tên con. Tấn Lễ lại đây." Con liền theo ngài đi đến một rừng núi thanh tịnh. Con ngồi trên hòn đá, Quán Thế Âm Bồ Tát liền dùng nước thanh tịnh trên nhành dương liễu trải lên cánh tay đau của con. Lập tức con nghe mát mẻ dễ chịu vô cùng. Tấn Lễ được Bồ Tát dùng nước cam lộ trị liệu vết thương ở cánh tay liên tiếp 3 lần, cho nên mỗi ngày khi bác sĩ và y tá của bệnh viện đến thay băng đổi thuốc cho nó liền tỏ ra rất sợ hãi, kêu to lên rằng: "Các người thay băng đổi thuốc gì, đau muốn chết, tôi không cần các người làm nữa. Quán Thế Âm Bồ Tát lúc trị liệu cho tôi thì lại mát mẻ dễ chịu vô cùng." Mỗi ngày lúc thay băng đổi thuốc đều như thế, vừa nói vừa khóc thảm, khiến các bác sĩ và các y tá đều ngơ ngác cười dở khóc dở. Thằng bé Tấn Lễ này, do bởi đời trước có nhiều căn lành, đời này có duyên với Phật Bồ Tát, nhiều lần được pháp lực vô biên hộ trì, cánh tay trái đã dần dần đầy đặn da thịt hồi phục như cũ. Mấy ngày trước khi sắp xuất viện, lúc ngủ trưa bỗng nhiên lại to tiếng kêu lớn lên rằng: "Bồ Tát Địa Tạng, ngài sắp đi đâu vậy? Ngài sắp đi độ yêu nhện nhện hả? Con muốn đi theo ngài xem." Sư tỷ Quan Phụng ngồi bên mình nó, nghe rất là rõ ràng, liền lay nó tỉnh dậy hỏi nó: "Mới vừa rồi con thấy những gì?" Tấn Lễ nói: "Vừa rồi Bồ Tát Địa Tạng tới thăm con hỏi ngài sắp đi đâu, ngài nói sắp đi độ yêu nhện nhện. Con xin Bồ Tát dẫn con đi cùng. Đang đi đến một cánh đồng liền bị má lay tỉnh dậy, thiệt uổng ghê à." Trên đây là Tấn Lễ sau khi bị tai nạn được Bồ Tát cảm ứng 3 lần. Đây cũng là chính miệng sư tỷ Khoan Phụng kể với tôi. Chuyện thứ 50: Nghiệp lực cản trở khiến nhân hết quả dứt. Sư tỷ Trần Kiết, ban trưởng ban Bát Nhã, có một người em trai tên là Trần Thu Tuyền. Nếu còn sống thì năm nay 48 tuổi, nhưng đây là việc của 3 năm trước. Sư tỷ nói, em trai và em dâu của bà không có chút căn lành nào. Khuyên tụi nó niệm Phật, nghe một câu cũng không chịu niệm. Hai chị em có thể nói là chí không đồng, đạo không hợp, nhưng sức khỏe của nó không được mạnh khỏe, thường bị đau dạ dày. Nếu không mổ sớm chắc chắn sống không lâu. Cái ngày quyết định sẽ mổ, sư tỷ Kiết với tâm từ bi cố sức thuyết phục khuyên em mình niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và nói về những sự lý trong phẩm phổ môn Quán Thế Âm Bồ Tát có nhiều cách tầm thanh cứu khổ. Nói cho anh ta nghe, khuyên anh ta phải thành kính niệm cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu Bồ Tát gia bị, chuyển nguy thành an. Sư tỷ Kiết nói, buổi tối Thu Tuyền mổ xong lúc nửa đêm, sư tỷ đang ngồi bên cạnh em niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cho anh ta thì thấy anh ta đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lẩm bẩm rất lớn: "Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài đã lấy khúc ruột hơn 1 trượng thay cho khúc ruột hư của tôi, xin cảm ơn, xin cảm ơn." Sư tỷ Kiết và vợ anh ta đều nghe rất rõ ràng. Khi anh ta tỉnh dậy liền nói: "Chị ơi, em nhìn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát mặc đồ trắng, cầm một khúc ruột rất dài, mổ bụng của em ra, đổi cái khúc ruột hư đi. Em còn hướng về Quán Thế Âm Bồ Tát nói cảm ơn liên tục nữa." Từ sau khi được mổ, tất cả đều thuận lợi an toàn.
sau một tuần lễ thì có thể đi bộ được. Bác sĩ cũng rất vui, nói: người bệnh này rất là nhanh chóng phục hồi, 3 tuần thì có thể xuất viện được. Có rất nhiều bà con bạn bè lăng xăng đến chúc mừng cho anh ta có thể sớm bình phục, thật không gì vui bằng. Nhưng thiên hạ vốn vô sự, mà kẻ dung tục thì lại tự quấy nhiễu, chuốc lấy tai họa. Lúc còn khoảng 3 ngày nữa xuất viện thì một người bệnh khác cùng nằm viện nói với vợ anh: chồng của chị mới khỏe, cần chất dinh dưỡng. Chị cần mua cá tươi về chưng với gừng sắc nhỏ cho chồng chị ăn để bồi bổ thân thể. Sư tỷ Kiết nghe được lời này vội vàng ngăn lại, nói: không được, không được. Em ta là nhờ Quán Thế Âm Bồ Tát thay ruột cho nó, không giống như những người khác. Từ đây về sau không được giết hại sinh vật cho nó ăn. Nếu muốn bồi bổ dinh dưỡng thì có thiếu gì như sữa bột nè, đậu bì, đương quy, sâm cao ly, vân vân, đều là những dược phẩm có dinh dưỡng phong phú. Sư tỷ Kiết nói một lô bao nhiêu đồ bổ dưỡng, nhưng lời thật thì mít lòng. Em dâu nghe rồi hình như có dáng điệu không lọt tai tí nào, nhưng nể bà chị chồng, mấy ngày sư tỷ Kiết ở bệnh viện, cô ta không dám đi mua cá tươi, tức cá sống. Đợi lúc sư tỷ về nhà tắm, liền chạy ra chợ mua cá thịt tươi về nấu cho chồng cô ăn. Khi sư tỷ Kiết trở lại thì em cô đã ăn hết một tô. Do đây mà sự việc hỏng bét. Trời làm ra điều nghiệt ngã, còn có thể không tuân, tự mình tạo tội nghiệt, không thể sống. Em trai cô ăn tô cháo đó xong, ghê gớm giống như uống phải thuốc rầy, bụng bắt đầu đau dữ dội, vết mổ lớn dài 1 thước, thước tàu đã khâu lại như bình thường. Chưa đến mấy giờ bắt đầu biến đổi quái lạ, đường khâu bên trong bị toát ra. Sư tỷ Kiết nói, chính mắt thấy như thế, sợ hãi vô cùng. Da bụng banh ra giống như chiếc thuyền độc mộc, sức khỏe biến đổi xấu vô cùng, tính mạng nguy hiểm trong sớm tối, đến bác sĩ cũng bó tay không có cách gì. Sư tỷ tự nghĩ, thật rất có lỗi với sự gia bị của Quán Thế Âm Bồ Tát. Việc thế này không dám cầu xin lại nữa, liền đổi thánh hiệu, xưng niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, mong được Địa Tạng Bồ Tát phò hộ được bình an, hồi phục trở lại. Liền vẫn cứ như thế, ở bên cạnh em xưng niệm tánh hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Thật là không thể nghĩ bàn, Thu Tuyền đang trong trạng thái hôn mê, lại thấy cảnh giới, trên mặt bỗng lộ nét vui, lẩm bẩm nói nhỏ, không biết nói những gì, bỗng nhiên lại nói to lên: ngài Địa Tạng Bồ Tát à, ngài dẫn tôi đi chơi cả buổi, rất là vất vả. Cây thiết trượng ngài đang cầm trong tay rất nặng, đưa tôi cầm giùm cho ngài được không? Đừng có khách sáo mà, đưa tôi cầm giùm cho ngài đi. Vợ anh ta liền nói: Thu Tuyền, anh nói những gì ở nhà vậy? Anh ta đáp: ngài Địa Tạng Bồ Tát muốn dẫn tôi đến một chỗ rất đẹp, tôi đi chơi rất là vui. Tối hôm đó, lúc sư tỷ như thường lệ niệm thánh hiệu Địa Tạng Bồ Tát bên cạnh em trai, thì bỗng ở nhà có việc gấp, người nhà đến kêu sư tỷ về nhà. Sáng sớm hôm sau, Thu Tuyền lại tự nhiên nói với đứa con gái: bà rất cảm ơn cô của con. Bây giờ sắp từ giã cô con, bà muốn đến nhà cô con để nói lời cảm ơn. Nhanh nhanh kêu xe lại cho ba đi. Nói xong thì chết. Tội nghiệp một tráng niên mới 45 tuổi đã xong một cuộc đời. Lúc lâm chung, Thiện Tri Thức là bà chị cũng không có duyên trợ niệm cho anh ta, giúp cho anh ta có thể đới nghiệp vãng sanh. Sư tỷ Trần Kiết nói với tôi đến đây, cảm khái muôn phần, nói: ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đã thay ruột cho nó rồi, sức cũng đã bình thường trở lại. Tại sao bất hạnh lại gặp cái người ta biểu ăn cá tươi kia để đến nông nổi? Tôi giải thích rằng, người không có căn lành, không tin Phật, không niệm Phật thì phải chịu nghiệp lực nó kềm chế dẫn dắt, không cách gì đổi lại được. Em trai và em dâu của cô đã không có căn lành, Bồ Tát Quán Âm đã thay ruột cho anh ta, đó là nhờ vào phước đức của cô. Đây là do cô chí tâm cầu niệm Phật cho anh ta mà có được. Nhưng trong tàn thức của hai người, họ vẫn còn đầy dẫy những tội chướng nghiệp chủng. Vì căn bản thường ngày, ngay cả một câu thánh hiệu của Phật Bồ Tát cũng không có niệm. Một khi mạng chung, lúc chủng tử ác nghiệp khởi hiện hành, tướng luân hồi lục đạo hiện ra, nói đi liền đi, không được chần chờ. Em của cô lúc cuối cùng được kết duyên lành với Địa Tạng Bồ Tát cũng là sự cảm ứng do cô xưng niệm thánh hiệu Bồ Tát, dòng bất cầu Bồ Tát cứu anh ta. Nhưng vì cô tối đó có việc phải về nhà,
Đây chính là chướng ngại của anh ta. Không có duyên xưng niệm liên tục, nhân hết thì quả dứt, đâu còn nhờ vào đâu giúp đỡ vãng sanh Tây Phương nữa chứ. Nhưng mà gặp được Địa Tạng Bồ Tát nắm tay dắt đi, tính ra cũng là đại hạnh trong bất hạnh. Câu chuyện thứ 51, vợ chồng thổ địa quy y Tam Bảo. Lại nói về chuyện của sư tỷ Trần Kiết. 8 năm trước có một ngôi chùa ở vùng ngoại ô của Đại Trung. Năm đó vẫn chưa có một sư phụ xuất gia nào đến ở. Tuy nhiên, những tín đồ tới lui lễ bái cũng khá đông. Sư tỷ Trần Kiết liền phát đại từ bi tâm. Mỗi khi đến ngày mùng 1 và rằm thì đến quét dọn sạch sẽ chánh điện và dạy người niệm A-di-đà Phật, cố gắng hết sức có sửa phần của người đệ tử Tam Bảo là lợi mình lợi người. Sư tỷ có tinh thần đại bi như thế, do đó mà rốt cuộc có thể cảm hóa và giới thiệu thần thổ địa quy y Tam Bảo. Xin mời quý vị nghe chuyện sau đây. Ở gần ngôi chùa đó có một cái miếu thổ địa, do vì lâu năm không có sửa sang đã hư cũ rất nhiều, cho nên những thiền tín ở vùng đó họp lại bàn, kết quả là quyết định dỡ bỏ cái cũ xây dựng cái mới. Nhưng sau khi bóc dỡ miếu cũ ra thì có hai tượng thổ địa ông và thổ địa bà phải dời đi đâu, nhất định phải tìm một chỗ để thờ phụng tạm thời. Có một người bàn nhờ một chùa nào đó để nhờ tạm, đợi xây cất xong lại thỉnh trở về. Như thế há chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ sao? Mọi người đều vui vẻ tán thành biện pháp đó. Sau khi lấy biểu quyết xong liền theo đó mà làm. Nhưng tập quán lễ bái thổ địa từ nào đến giờ của địa phương đó là vào ngày mùng 2 và 16 đều dùng tam sanh, ba thứ thịt bò, dê, heo và rượu để lễ bái. Hiện giờ thần thổ địa đã tạm thời dời vào trên bàn thờ trong giảng đường của chùa. Những người tin và cúng thổ địa lâu nay vẫn khó sửa đổi được tập quán của họ. Sư tỷ Kiết nhìn thấy người ta mang theo những thức ăn tanh đồ mặn như thế vào trong cửa Tam Bảo, mặc dù là không phải đi cúng Phật Bồ Tát nhưng cũng rất là xấu mắt. Có một hôm sư tỷ đến chùa, lúc quét dọn giảng đường liền đối với tượng thổ địa nói: "Ông thổ địa, bà thổ địa, các vị có lẽ đời trước không được nghe Phật pháp cho nên không biết những điều hay tốt của việc quy y Tam Bảo và việc tin Phật, học Phật, niệm Phật. Các vị hiện nay mặc dù làm thần, được người ta sát sanh hại vật, dùng những rượu thịt tanh hôi đó đến cúng cho các vị ăn, các vị cũng không biết là mình đã tạo tội. Các vị không biết thời hạn làm thần một khi hết thì vẫn phải đi theo con đường luân hồi lục đạo, một mai đọa vào tam đồ thọ khổ, đến lúc đó hối hận thì đã không kịp. Vợ chồng già các vị nếu có thể đồng tu quy y Tam Bảo, niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là đạt được con đường giải thoát sinh tử, lìa khổ được vui một cách rốt ráo vậy." Trần sư tỷ từ hôm dùng phương tiện ngữ khí nửa như hơi đùa nói với thần thổ địa xong, về nhà thì sức khỏe có hơi lạ, như bệnh như không. Như thế kéo dài 6 tháng, đông tây y đều tìm không ra gốc bệnh. May mà sư tỷ có người con dâu lớn rất thông minh, bất giác nói: "Má à, con xem bệnh của má rất lạ, không hiểu má nói chuyện ở ngoài có mắc lỗi với quỷ thần không?" Sư tỷ nghĩ tới nghĩ lui, nhớ được ngày hôm đó cả lô cả lốc lời nói với thần thổ địa, nói ra cho con dâu nghe. Con dâu rất thông minh lập tức nói: "Đúng rồi, má độ người phải độ cho tới nơi tới chốn. Má đã chỉ điểm cho họ quy y, lại vẫn chưa có giới thiệu sư phụ cho họ, chỉ nói lời trống rỗng không à. Họ nghe má nói nhất định cũng lọt tai, nhưng muốn má hướng dẫn giới thiệu cho nên đến tìm má quấy rối đó." Trần Kiết nghe con dâu nói có lý, chẳng kể đúng hay không cũng đều phải trở lại chùa đó lo việc quy y cho thần thổ địa. Không đến mấy ngày, sức khỏe của sư tỷ đã bớt rất nhiều, liền đi đến chùa. Thật là pháp duyên thuận lợi. Có một vị đại pháp sư chưa đến chùa nhận trụ trì, sư tỷ liền nói rõ ý mình đến đây hôm nay, đem cái việc quy y này ra thỉnh giáo pháp sư. Pháp sư rất từ bi luôn miệng nhận lời. Sư tỷ liền chuẩn bị nghi thức sắm sửa hương hoa quả phẩm. Lúc bấy giờ
liền đem tượng thần của thổ địa ông, thổ địa bà ra nhờ sư tỷ Trần Kiết. Tay trái bưng tượng thổ địa ông, tay phải bưng tượng thổ địa bà, quỳ trước Phật lãnh thọ pháp quy y và thay họ làm các nghi thức lễ bái cho đến xong. Pháp sư còn thuyết pháp cho họ nghe rất lâu. Sau khi hoàn tất, sư tỷ liền hướng vào thần thổ địa nói rằng: hôm nay các vị đã quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng rồi, là đệ tử chính thức của Tam Bảo, nhất định phải ủng hộ Phật giáo, làm nên thành Pháp Vương và phải niệm thánh hiệu A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương. Về sau không còn can hệ gì với tôi, không được trở lại tìm tôi quấy phá. Sự thật trên đây là hồi năm ngoái, sư tỷ đến hội liên nghị nói với tôi. Theo dân gian nước Trung Quốc, các vùng nông thôn nghèo quan vắng khắp nước ở đâu cũng đều có miếu thổ địa. Họ như là thân phận của vị trưởng thôn trong làng ở nhân gian. Niên hạn đến, mãn nhiệm kỳ, vẫn cứ phải đi luân hồi đầu thai, khó có thể gặp được duyên lành quy y Tam Bảo. Mặc dù thần thổ địa chưa có mở miệng yêu cầu được quy y, nhưng sư tỷ Trần Kiết với một tấm lòng lành cũng thật khiến người khâm kính. Thuở xưa vào triều đại nhà Lương ở Trung Hoa, có thiền sư Chí Công là một bậc đại đức cao tăng. Không sử sách nào ghi lại song thân của thiền sư là ai. Người ta thường kể với nhau rằng, một hôm nọ, có người phụ nữ nghe tiếng khóc của một hài nhi trên cành cây cao. Cô ta trèo lên, thấy một hài nhi nằm trong tổ chim ưng, bèn đem hài nhi về nuôi. Tuy thân thể hài nhi này hoàn toàn giống như người thường, nhưng những móng tay, móng chân giống như móng chim ưng. Khi trưởng thành xuất gia tu đạo, chứng được ngũ nhãn lục thông, không biết cha mẹ ngài là ai, chỉ biết ngài sinh trong tổ chim ưng, nên mọi người đều phỏng đoán ngài được sinh ra từ trứng chim ưng vậy. Thời ấy, vua Lương Vũ Đế cũng như mọi người đều rất kính trọng và tin phục các thiền sư, bất luận khi họ gặp những sự kiện gì trong đời sống như sinh con, cha mẹ qua đời, cưới hỏi, họ đều cung thỉnh các thiền sư đến để tụng kinh chú nguyện. Một hôm, có một gia đình giàu có thỉnh thiền sư đến tụng kinh chú nguyện nhân dịp đám cưới người con gái của họ, đồng thời thỉnh thiền sư ban cho vài lời chúc mừng để mong rằng trong tương lai việc hôn nhân đều được tốt lành như ý. Thiền sư Chí Công đến nhà ấy, khi nhìn thấy cô dâu chú rể, ngài liền nói: thật cổ quái, thật cổ quái, cháu cưới bà nội, thật cổ quái. Nghĩa là xưa nay chưa từng có một việc như vậy. Đây không phải là chuyện xưa nay thường xảy ra. Thật kỳ lạ khi nhìn một đứa cháu cưới bà nội mình làm vợ. Trên thế gian này, nếu không thông đạt những nhân duyên trong thời quá khứ thì không thể nào lý giải được những mối quan hệ cha con, mẹ con, vợ chồng, anh em, bè bạn của nhau. Vì sao? Vì mọi người đều có thể là chồng hoặc vợ của nhau trong đời trước. Một người có thể là cha hoặc là con của nhau trong nhiều đời trước. Hoặc một người đều là mẹ và con gái của nhau trong đời trước. Ông nội của quý vị trong đời trước lại kết hôn với con gái của quý vị trong đời này, hoặc là bà ngoại đời trước lại tái sinh làm con gái của quý vị. Tất cả mọi việc đều có thể xảy ra và đều chịu sự biến hóa khôn lường. Trong nhà này, chuyện cháu cưới bà nội là do trước kia khi bà nội sắp mất, bà trăn trối lại với toàn gia quyến: con trai ta vừa mới cưới vợ và đã có con nối dòng, con gái ta cũng đã có chồng, ta không còn bận tâm gì nữa. Bà ta hoàn toàn thỏa mãn và đã gạt mọi sự bận tâm qua một bên, ngoại trừ một điều: còn đứa cháu nội, tương lai rồi sẽ ra sao? Ai sẽ chăm sóc nó? Liệu người vợ của nó có đảm đang hay không? Ta không thể nào không lo cho nó được. Bà nắm tay đứa cháu nội và qua đời. Người ta bảo rằng nếu mọi việc đều tội nguyện, lúc lâm chung có được tâm trạng thơi thới thì người chết sẽ nhắm mắt, còn được, nếu không thì người chết không nhắm mắt được. Bà lão nói, bà rất lo lắng cho cháu, bà chết không nhắm mắt được. Nói xong, bà ra đi mà mắt vẫn mở. Thần thức của bà vẫn còn lo âu. Khi đến gặp Diêm Vương, bà ta than khóc thưa rằng: tôi còn đứa cháu nội, không ai chăm sóc nó. Diêm Vương đáp: được rồi, bà hãy trở lại dương gian chăm sóc cho nó. Nói xong, bà ta được đầu thai trở lại ở trong cõi trần. Khi đến tuổi thành hôn, bà ta lấy người cháu nội trước đây của bà. Vì vậy nên nói cháu lấy bà nội. Quý vị thấy có phải là cổ quái thật không? Chỉ vì một niệm ái luyến không buông xả được mà tạo nên biết bao duyên nghiệp buộc ràng về sau. Bà ta chỉ vì bận tâm vì đứa cháu
mà về sau phải làm vợ cho nó. Quý vị thử nghĩ lại xem, đây chẳng phải là chuyện cổ quái hay sao? Quý vị sẽ hỏi, làm sao mà thiền sư chí công điều ấy? Thiền sư biết được là vì Ngài đã đạt được ngũ nhãn và lục thông, nên chỉ cần nhìn qua là Ngài liền biết được ngay kiếp trước của cô dâu vốn là bà nội của chú rể. Chỉ vì bà nội đã khởi một niệm ái luyến sai lầm, nên nay phải đầu thai trở lại làm người và làm vợ của đứa cháu nội mình. Một niệm lành còn như thế, huống gì là niệm ác? Hoặc khởi trùng trùng niệm ác thì luân hồi trong tam đồ lục đạo biết bao giờ dứt, biết bao giờ mới mong ra khỏi. Thiền sư lại nhìn trong số khách đến dự đám cưới có một bé gái đang ăn thịt. Ngài nói, con gái ăn thịt mẹ. Vì miếng thịt mà em bé đang ăn là thịt dê, con dê này vốn là mẹ của em bé đầu thai lại. Kiếp trước bà ta đã tạo nghiệp ác quá lớn nên phải đọa làm dê, nay lại bị chính con mình ăn thịt. Dòng oán nghiệp khởi dậy do vô minh của chúng sinh không lời nào kể hết được. Chư Bồ Tát thương xót, phát tâm cứu độ chúng sinh là do điểm này. Khi thiền sư nhìn các nhạc công thấy có vị đang đánh trống, Ngài nói, con trai đang đánh bố. Vì cái trống ấy bịch bằng da lừa, con lừa này chính là cha của anh nhạc công đầu thai vào. Con lừa này bị giết thịt, lấy da làm mặt trống, thật là đau thương cho kiếp luân hồi. Ngài nhìn quanh đám cưới nói tiếp, heo dê ngồi ở trên. Ngài thấy có vô số loài heo, cừu, dê, gà được đầu thai trở lại làm người, nay họ đều là bà con thân quyến của nhau nên cũng đến dự đám cưới này. Nhìn trong bếp, Ngài nói, lục thân bị nấu trong nồi. Chính là cha mẹ, anh em, bà con, bè bạn do kiếp trước đã sát sinh heo gà quá nhiều để ăn, nay lại bị đọa làm heo dê gà trở lại, rồi bị giết thịt, bỏ vào nồi chiên nấu trở lại. Ngài nói tiếp, mọi người đều vui vẻ chúc mừng nhau. Mọi người đến dự đám cưới đều rất vui vẻ mà chúc tụng nhau. Ngài tự than với lòng mình rằng, trông thấy cảnh ấy mà lòng đau xót, ta biết đó chính là những oán nghiệp xoay dần dai trả tạo nên nỗi khổ chất chồng. Thiền sư Chí Công biết rõ nhân quả khi nhìn vào gia đình này, làm sao chúng ta có thể hiểu được hết chuỗi nhân quả của từng gia đình với trùng trùng khác biệt nhau ra sao? Cho nên những người tu đạo phải rất cẩn trọng trong khi tu nhân, vì khi nhân duyên chín mùi thì sẽ gặt lấy quả tương ứng với nhân đã gieo. Tại sao người lại trở lại làm người? Là để trả nợ, trả những món nợ nhân quả ở thế gian. Nếu quý vị không tìm cách trả món nợ này thì nợ nần vẫn tiếp tục như món nợ đã dai của ngân hàng vậy. Tôi nhớ một câu chuyện này nữa. Có một gia đình nuôi một con lừa, dùng nó để kéo cối xay và chuyên chở. Người chủ thấy lừa quá chậm chạp nên thường dùng roi đánh nó để thúc giục. Con lừa làm việc miệt mài trong cực nhọc cho đến khi chết, nó được đầu thai làm người. Khi người chủ hay đánh đập lừa chết, lại đầu thai là một người phụ nữ. Khi cả hai người này đến tuổi thành hôn thì họ cưới nhau. Quý vị có biết cặp vợ chồng này sống với nhau như thế nào không? Suốt ngày người chồng đánh đập người vợ, ông đánh vợ bất kỳ lúc nào, bất luận đang cầm vật gì trên tay, cả lúc đang ăn cơm cũng đánh vợ bằng đũa. Ông ta vừa đánh vừa chửi, cho dù người vợ chẳng làm điều gì sai trái. Một hôm thiền sư Chí Công đi qua nhà họ, người phụ nữ bèn thưa với Ngài, chồng con ngày nào cũng đánh và giữ con quá chừng mà con không biết tại sao. Bạch Ngài, xin Ngài hãy dùng ngũ nhãn lục thông bảo cho con biết mối tương quan nhân quả của chúng con đời trước ra sao mà đời nay chồng con đánh đập và chửi mắng con hoài vậy. Thiền sư Chí Công đáp, tôi sẽ nói rõ tương quan nhân quả của hai người cho mà nghe. Trong đời trước bà là một người đàn ông, ngày nào bà cũng đánh đập chửi mắng con lừa, thúc giục nó phải kéo cối xay bột. Ông chủ ấy thường đánh con lừa bằng cái chổi tre. Nay ông chủ được đầu thai lại làm người phụ nữ, đó chính là bà. Còn con lừa thì được đầu thai làm người chồng. Nay ông ta thường hay đánh đập chửi mắng bà, cũng như kiếp trước bà đã thường đánh chửi ông, tức là con lừa vậy. Nay bà đã hiểu rõ nhân quả tương quan với nhau rồi, tôi sẽ bày cho một cách để chấm dứt dòng quán nghiệp này. Bà hãy cất giấu tất cả mọi dụng cụ trong nhà, ngoại trừ cái chổi đuôi ngựa, chổi dây. Khi người chồng thấy chẳng còn vật gì dùng để đánh cô, anh ta sẽ cầm chổi dây này để đánh. Cứ để cho anh ta đánh vài trăm roi thì nợ cũ của bà mới được trả. Lúc đó bà mới báo cho anh ta biết nhân đời trước và quả đời sau báo ứng với nhau rất rõ ràng như tôi vừa giải thích cho bà.
anh ta sẽ không còn đánh bà nữa. Người phụ nữ làm đúng như lời thiền sư Chí Công chỉ dạy. Khi người chồng về đến nhà, ông ta liền kiếm vật gì đó để đánh vợ. Chỉ còn thấy chiếc chổi đuôi ngựa, ông ta cầm lấy và đánh. Thông thường như mọi khi, cô ta tìm cách chạy trốn, nhưng lần này cô ta kiên nhẫn ngồi đó chịu đòn cho đến khi ông chồng ngừng tay. Thấy lạ, ông ta hỏi tại sao bà không bỏ chạy. Cô ta kể lại việc được thiền sư Chí Công giải thích cặn kẽ tương quan nhân quả của hai người. Ông chồng nghe xong ngẫm nghĩ: như thế thì từ nay ta không nên đánh chửi cô ta nữa. Nếu còn đánh thì kiếp sau cô ta sẽ đầu thai trở lại rồi tìm ta để đánh chửi. Từ đó ông chồng không còn đánh mắng người vợ nữa. Thế nên quý vị phải biết mọi người đều có sự quan hệ với nhau tương ứng với nhân đã tạo. Quý vị chẳng thể nào biết được trong đời trước ai đã từng là mẹ, là anh, là cha hay là chị em của mình. Cái nhân đã tạo ở đời trước sẽ tạo thành quả đời này và nhất định có liên quan đến bà con quyến thuộc của mình. Nếu quý vị hiểu được đạo lý nhân quả thì quý vị có thể chuyển hóa, biến cải được nhân bằng cách từ bỏ những việc ác. Còn một chuyện nữa về thiền sư Chí Công. Một ngày, ngài ăn hai con chim bồ câu. Ngài rất thích món ăn này. Người đầu bếp nghĩ rằng món thịt bồ câu chắc là rất ngon, nên ngày nọ anh ta quyết định nếm thử. Anh ta làm việc này với hai ý nghĩ: một mặt là muốn thử xem thức ăn hôm nay mình làm có ngon hay không. Một mặt khác, anh ta nghĩ rằng ngài Chí Công ngày nào cũng thích ăn bồ câu, nhất định đây là một món ăn rất ngon, nên muốn thưởng thức một chút rồi mới đem đến cho thiền sư dùng. Khi người đầu bếp mang thức ăn đến, ngài nhìn đĩa thức ăn và hỏi: hôm nay có ai nếm trộm thức ăn này, có phải chính anh không? Người đầu bếp liền chối. Thiền sư liền bảo: anh còn chối, tôi sẽ cho anh thấy tận mắt ai là người nếm trộm, hãy nhìn đây. Ngài liền ngồi ăn, ăn hết hai con bồ câu rồi, ngài liền há miệng rộng. Trong đó, một con bồ câu liền vỗ cánh bay ra, còn con kia thì bị mất một cánh, không thể bay lên được. Thiền sư mới bảo: anh thấy đó, nếu anh không nếm trộm thì tại sao con bồ câu này không thể bay được? Chính là vì ông đã ăn hết một cánh của nó. Chuyện này làm cho anh đầu bếp biết thiền sư Chí Công không phải là người thường. Ngài chính là hóa thân của Bồ Tát. Thế nên ngài có năng lực biến những con bồ câu bị nấu thành thức ăn rồi thành bồ câu sống. Không phải là Bồ Tát không làm chuyện này được. Thiền sư Chí Công còn thường ăn một loại cá gọi là tuệ ngư. Cũng đem cá ra nấu nướng rồi ngài ăn từ đuôi lên đầu. Nhưng sau đó ngài lại há miệng ra làm cá sống lại. Vì vậy những việc này là rất thường đối với cảnh giới của hàng Bồ Tát. Thiền sư Chí Công là một vị Bồ Tát, nhưng không bao giờ ngài nói: các ngươi biết không, ta là một vị Bồ Tát, ta đang giáo hóa chúng sanh, ta có đại nguyện này, hạnh nguyện kia. Các vị không bao giờ móng khởi ý niệm ấy, cho nên chúng ta là hàng phàm phu, dù có thấy chư Phật hay Bồ Tát cũng không thể nào nhận biết được. Việc làm của Bồ Tát cũng gần như hành xử của người thường, nhưng thực chất lại không giống nhau, là vì phàm phu khi hành động chỉ nghĩ đến lợi ích của chính mình, không nghĩ đến sự giúp đỡ cho người khác. Còn Bồ Tát thì chỉ nghĩ đến lợi ích của người khác mà không nghĩ đến mình. Khác nhau là ở điểm này. Bồ Tát thì tự làm lợi ích cho mình, còn lo làm lợi ích cho người khác. Tự giác ngộ mình xong rồi giúp cho người khác giác ngộ. Tự độ hoàn toàn, lợi tha hoàn toàn. Ý nghĩa của chú Đại Bi mà tôi đang giảng cũng nằm trong đạo lý này vậy. 14. Tát bà A Tha đậu du bằng. Câu chú này chia làm ba phần. Khi trì tụng lên, câu chú có ba nghĩa khác nhau. Tát bà có nghĩa là tất cả, còn có nghĩa là bình đẳng, nên tát bà biểu tượng cho ý thứ hai trong mười tâm là bình đẳng tâm. A Tha đậu dịch nghĩa là phú lạc vô bần, giàu có an lạc, không nghèo nàn về tâm linh, đạo lý, Phật pháp. Còn dịch nghĩa là như ý bất diệt. Như ý nghĩa là ước nguyện điều gì cũng đều được thành tựu. Bất diệt nghĩa là sự thành tựu do nguyện ấy vĩnh viễn không tiêu mất. Trong 10 loại tâm thì đây là vô di tâm, nghĩa là phú lạc vô bần và như ý bất diệt. Du bằng dịch là nghiêm tịnh vô ưu, là thanh tịnh và trang nghiêm. Trang nghiêm lại thêm thanh tịnh, cho nên không có sự lo phiền ưu não. Câu chú này biểu tượng cho tâm thứ 9, vô kiến thủ tâm. Kiến thủ là một trong năm món ngũ lợi sử, nghĩa là khi quý vị vừa trông thấy một vật gì, tâm liền khởi niệm muốn chiếm đoạt giữ lấy. Nên với tâm thứ 9,
Vô kiến thủ tâm là trạng thái không có mảy may vọng động về sự chấp thủ đối với pháp và ngã, đối với chủ thể cũng như khách thể, đối với ngoại cảnh cũng như dòng chuyển biến của thức tâm. 15. A thệ dựng. A thệ dựng là tiếng Phạn, dịch nghĩa vô tỷ pháp, không có pháp nào có thể so sánh được với pháp này, còn có nghĩa là vô tỷ giáo, nghĩa là không có đạo giáo nào có thể so sánh được. Câu chú này biểu tượng cho tâm thứ bảy, được gọi là ti hạ tâm, là tâm rất cung kính và tùy thuận bất kỳ người nào mình gặp. Câu chú này còn biểu tượng cho tâm thứ tám, gọi là vô tạp loạn tâm. Đây chính là pháp thanh tịnh không chút cấu nhiễm, chính là pháp bát nhã tâm của Quán Thế Âm Bồ Tát. Mười loại tâm này là tướng của Đà La Ni, chúng ta phải đem những đạo lý này hành trì không sao nhãn và gián đoạn. Chúng ta tu tập theo tinh thần của Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni thì chắc chắn sẽ thành tựu đạo nghiệp, đắc thành chánh quả. 16. Tát Bà Tát Đá, Nama Bà Tát Đa, Nama Bà Già. Tát Bà Tát Đá là tiếng Phạn, dịch là Đại Thân Tâm Bồ Tát. Nama Bà Tát Đa, Hán dịch là Đồng Trinh Khai Sĩ, là tên gọi khác của Pháp Dương Tử, cũng là hàng Bồ Tát. Đồng trinh là biểu tượng cho bản tánh, còn khai sĩ cũng là một danh hiệu khác của Bồ Tát, có nơi gọi là đại sĩ. Các vị Bồ Tát lúc sắp thành tựu Phật quả đều được gọi là Pháp Dương Tử, tên gọi của hàng thập địa Bồ Tát. Nama Bà Già, Hán dịch là vô đẳng đẳng, giống như ý nghĩa trong Bát Nhã Tâm Kinh: Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú. Quý vị có thể hỏi, cái gì không thể sánh bằng? Đó là Bà Già, Hán dịch là Thế Tôn. Bà Già là chư Phật thường trụ ở khắp trong mười phương. 17. Ma Phạt Đạt Đậu. Ma Phạt Đạt Đậu dịch nghĩa là Thiên Thân Thế Hữu. Câu chú này có nghĩa là: Kính lại chư Bồ Tát, xin hãy duỗi lòng từ bi cứu giúp con, xin các ngài hãy là thân quyến ở cõi trời của chúng con và là người bạn ở cõi thế gian này của chúng con, để hộ trì cho mọi thiện pháp được thành tựu. Câu chú này thỉnh nguyện sự gia trì của mười phương chư Phật và chư Bồ Tát. 18. Đát Điệt Tha Án. Trong Bát Nhã Tâm Kinh có nói: Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú giết. Đát Điệt Tha Hán dịch là tức thuyết chú giết, còn dịch là sở dị. Bồ Tát Quán Thế Âm dùng tâm đại bi mà nói ra chơn ngôn này, nói bằng các chủng tự của Phạm Thiên. Đát Điệt Tha còn có nghĩa là thủ ấn, nghĩa là kết ấn bằng tay, cũng gọi là trí nhãn, nghĩa là khai mở con mắt trí tuệ của chúng sinh. Đát Điệt Tha lại còn có ý nghĩa là vô lượng pháp môn tu học và trí huệ nhãn cũng vô lượng, đó là ý nghĩa của sở dị. Chữ án như đã nói ở trước, khi quý vị trì niệm đến chữ án thì quỷ thần đều phải chắp tay cung kính lắng nghe người niệm chỉ giáo. Chữ án còn có công năng lưu xuất nhiều pháp môn sau đây. 19. A Bà Lô Hê. A Bà Lô Hê chính là Bồ Tát Quán Thế Âm, có nghĩa là quán sát, dùng trí tuệ để quán sát mọi âm thanh ở thế gian. Trong thế gian có nhiều loại âm thanh, Bồ Tát Quán Thế Âm quán sát âm thanh, tiếng kêu than cầu xin cứu khổ của người ở thế gian khi họ không thể vượt qua nổi những khổ nạn. 20. Lô Ca Đế. Lô Ca Đế nghĩa là tự tại hoặc là Thế Tôn. Hợp lại hai câu trên, A Bà Lô Hê Lô Ca Đế, nghĩa là Bồ Tát dùng trí tuệ để quán sát âm thanh ở thế gian, chính là danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm. 21. Cara Đế. Cara Đế dịch là bi giả, là người có lòng từ bi rộng lớn, thường cứu giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau và thất vọng. Người mà có thể cứu giúp cho chúng sinh dơi bớt khổ đau là một người đại bi. Cara Đế còn có nghĩa là tác giả, người có thể làm cho đạo nghiệp sinh khởi, giúp cho mọi chúng sinh đều phát tâm bồ đề, phát nguyện làm những việc khó làm như hành Bồ Tát đạo để tiến tới tự thành Phật quả. 22. Di Hê Rị. Di Hê Rị dịch nghĩa là thuận giáo. Khi quý vị trì tụng đến câu chú này, nghĩa là quý vị tự phát nguyện.
con nhất quyết thực hành theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ giáo hóa cho tất cả chúng sanh. Con nguyện nương theo giáo pháp Ngài đã dạy mà tu hành. Di Hê Rị còn có nghĩa là y giáo phụng hành, nương theo lời dạy của Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như Quán Thế Âm của tự tâm để thực sự tu trì. 23. Maha Bồ Đề Tát Đỏa. Maha có nghĩa là đại, là to lớn. Bồ Đề có nghĩa là giác đạo, là giác ngộ được đạo lý chân chính. Tát Đỏa, hán dịch là đại võng mãnh giả. Câu này có nghĩa chư vị Bồ Tát là người phát tâm đại Bồ Đề rất võng mãnh và phát tâm tu hạnh Bồ Đề. Phát Bồ Đề tâm nghĩa là gieo trồng nhân giác ngộ. Tu Bồ Đề hạnh là dung trồng, tưới tẩm cho hạt giống Bồ Đề đã gieo được nảy mầm, rồi mới mong gặt được quả giác ngộ, tức là quả vị vô thượng Bồ Đề. Đây là ý nghĩa của câu chú Maha Bồ Đề Tát Đỏa. Câu chú này thuyết minh về công hạnh trang nghiêm viên mãn của chư vị Bồ Tát là do định huệ song tu. Khi định đã lắng trong thì huệ cũng được chiếu sáng. Khi huệ đã viên mãn thì định viên dung. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm đã đạt được định lực viên mãn nên xuất sinh trí tuệ sáng suốt. Vì Bồ Tát đã đạt được trí tuệ viên mãn nên Ngài mới đạt được định lực lắng trong. Không có định thì chẳng có huệ, và không có huệ thì chẳng đạt được định, nên gọi định huệ không hai là vậy. Do nhờ tu tập vô số công hạnh mà Bồ Tát được trang nghiêm thân tướng, nên chư vị không rời bỏ một pháp nào, dù nhỏ bé hoặc vô cùng vi tế. Dù một việc thiện nhỏ nhất cho đến lớn nhất, chư vị Bồ Tát đều hoàn tất chu đáo, nên kinh có dạy: chớ khinh việc thiện nhỏ mà không làm, chớ xem thường việc ác nhỏ mà không tránh. Các vị Bồ Tát thường siêng năng làm các điều thiện và dứt khoát từ bỏ các việc ác. Chư vị phát Bồ Đề tâm và đạt được quả vị giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Chư vị trang nghiêm pháp thân bằng vô số công hạnh. Chư vị phát đại bi tâm, thực hành đại pháp vô duyên từ, tùy theo tâm lượng của chúng sinh mà làm Phật sự. Nhưng chính các vị Bồ Tát, tự bản tánh và bản thể của các ngài không hề gợn một mảy may tướng trạng của chúng sinh tâm. Các ngài tự thấy mình và toàn thể chúng sinh có đồng một thể tánh, không hề phân hai. Các ngài không chỉ chịu khổ cho riêng mình mà ước nguyện giúp cho chúng sinh thoát khỏi mọi khổ lị. Dù các ngài chuyển hóa tất cả mọi sự thống khổ cho chúng sinh mà không hề dính mắc chút nào vào việc mình có độ thoát cho chúng sinh. Các ngài không bao giờ tự cho rằng: tôi đã cứu độ cho anh rồi, nay anh phải cảm ơn tôi. Tôi đã giúp anh thoát khỏi mọi phiền não, anh phải tỏ ra biết ơn tôi. Chính vì chư vị Bồ Tát không có tâm niệm như vậy, nên các ngài mới có thể ứng hiện 32 thân tướng để kịp thời đáp ứng mọi tâm nguyện của mọi loài chúng sinh. Chẳng hạn như cần ứng hiện thân Phật để độ thoát chúng sinh, thì chư vị Bồ Tát liền ứng hiện thân Phật để giảng dạy giáo pháp cho chúng sinh, khiến họ được giải thoát. Nếu cần thiết hiện thân Bích Chi Phật, thì các ngài liền ứng hiện thân Bích Chi Phật để giáo hóa chúng sinh, giúp họ được giải thoát. Cũng như vậy, các ngài có thể ứng hiện thân A-la-hán, vua chúa, để giúp cho chúng sinh được độ thoát. Chư vị Bồ Tát có khả năng hóa hiện thành 32 ứng thân để cứu độ các loài chúng sinh. Các ngài cũng có được 14 pháp vô úy và 4 pháp bất khả tư nghì. Đó là 4 loại thần thông diệu dụng không thể nghĩ bàn. Các ngài đã chứng đạt được quả vị chân thật viên thông, đã thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề. Đó là sự thành tựu quả vị của Bồ Tát Quán Thế Âm. 24. Tát Bà Tát Bà. Tát Bà Tát Bà hán dịch là nhất thiết lợi lạc. Câu chú này bao hàm cả bảo thủ nhãn ấn pháp, nghĩa là mang đến mọi thứ lợi lạc cho mọi người. Bằng cách hành trì ấn pháp này, quý vị có khả năng đem sự an vui lợi lạc đến cho hết thảy mọi loài chúng sinh. Thiên dương, diêm dương, quỷ dương đều chấp hành theo người trì tụng ấn chú này. Quý vị bảo họ hãy thả tội nhân này ra, thì diêm dương liền tức khắc thả ra liền. Vì sao vậy? Vì quý vị đã có được bảo ấn này. Bảo ấn này cũng như ấn của vua vậy. Trên chiếu thư có ngọc ấn của vua, thì khắp thiên hạ ai có trách nhiệm gì cũng phải tuân theo chiếu thư mà thi hành, không ai dám chống lại. Với bảo ấn, quý vị có thể làm lợi lạc an vui cho mọi loài chúng sinh,
quý vị có thể chỉ bảo cho họ biết sự lợi lạc để phát nguyện hành trì và sẽ đạt được sự an lành. Vì vậy nên gọi là nhất thiết lợi lạc. Người Trung Hoa đều biết có một vị tiên biết sử dụng một ấn chú gọi là Phiên Thiên Ấn. Người con của Quảng Thành Dương cũng có một Phiên Thiên Ấn, chính là ấn này vậy. Đạo Lão gọi là Phiên Thiên Ấn, Bồ Tát Quán Thế Âm gọi là Bảo Ấn. Nếu quý vị dụng công hành trì thì nhất định sẽ thành tựu Bảo Ấn này. Khi thành tựu rồi, nếu có người vừa mới chết hoặc sắp chết, quý vị chỉ cần trì ấn này vào một tờ giấy và viết vài dòng cho Diêm Vương: hãy tha cho người này sống lại ngay, hãy tha cho anh ta trở về dương gian. Diêm Vương không dám từ chối. Diệu dụng của Bảo Ấn có thể giúp cho người chết sống lại, nhưng để sử dụng được Bảo Ấn này, trước hết quý vị phải thành tựu công phu tu tập đã. Nếu công phu chưa thành tựu thì chẳng có kết quả gì. Thế nào nghĩa là thành tựu công phu tu hành? Cũng giống như đi học, trước hết quý vị phải vào tiểu học, rồi lên trung học, rồi thi vào đại học, rồi cuối cùng có thể được học vị tiến sĩ. Tu tập để thành tựu Bảo Ấn này cũng như đạt được học vị tiến sĩ vậy. Nhưng tạm ví dụ vậy thôi, chứ Bảo Ấn này không có gì so sánh được. Tát bà nghĩa là lợi lạc cho tất cả mọi loài chúng sinh. Quý vị thấy sự diệu dụng vô biên đến như thế, nên gọi ấn này là Bảo Ấn. Nếu quý vị muốn sử dụng được Bảo Ấn này thì phải công phu tu trì qua cả 42 thủ nhãn. Tát bà chỉ là một trong 42 ấn pháp ấy thôi. Có người nghe tôi giảng như vậy sẽ khỏi nghĩ rằng ta sẽ tu tập Bảo Ấn này ngay, để bất kỳ lúc nào có người sắp chết, ta sẽ sử dụng ấn này ra lệnh cho Diêm Vương không được bắt người ấy chết. Quý vị cứ thực hành, quý vị có thể giúp người kia khỏi chết, nhưng đến khi quý vị phải chết thì chẳng có người nào giúp quý vị thoát khỏi chết bằng Bảo Ấn này cả. Tôi đã có dịp sử dụng ấn này hai lần, một lần ở Mãn Châu và một lần ở Hương Cảng. Lần ở Mãn Châu là trường hợp cứu một người sắp chết, người này chắc chắn sẽ chết nếu tôi không sử dụng Bảo Ấn này. Vào một chiều trời mưa ngày 18 tháng 4 âm lịch, một người tên là Cao Đức Phúc đến chùa Tam Duyên, nơi tôi đang ngủ. Anh ta quỳ trước tượng Phật, cầm một cây dao bọc trong giấy báo, chuẩn bị sẵn sàng chặt tay để cúng dường chư Phật. Quý vị nghĩ sao? Anh ta khôn ngoan hay không? Dĩ nhiên là quá ngu dại. Tuy nhiên sự ngu dại của anh ta lại xuất phát từ lòng hiếu đạo. Quý vị biết không, mẹ anh ta bị bệnh trầm trọng gần chết. Do vì thường ngày mẹ anh ta nghiện thuốc phiện nặng, nhưng bệnh bà quá nặng đến mức hút thuốc phiện cũng không được nữa. Bà ta nằm co quắp chẳng ăn uống gì, đầu lưỡi đã trở sang màu đen, môi miệng nứt nẻ. Bác sĩ đông tây y đều bó tay, không hy vọng gì còn chữa trị được. Nhưng người con trai của bà nguyện lại Bồ Tát rất linh cảm: con nguyện đến chùa Tam Duyên chặt tay cúng dường chư Phật. Với lòng chí thành, con nguyện cho mẹ con được lành bệnh. Ngay khi chàng trai sắp chặt tay, có người nắm tay anh ta lôi lại đằng sau rồi nói: anh làm gì vậy? Anh không được vào đây mà tự sát. Anh ta trả lời: tôi chỉ chặt tay cúng dường chư Phật, cầu nguyện cho mẹ tôi được lành bệnh, ông đừng cản tôi. Chàng trai chống lại, nhưng người kia không để cho anh ta chặt tay, nên liền cho người báo cho hòa thượng trụ trì biết. Hòa thượng cũng không biết phải làm sao, ngài liền phái cư sĩ Lý Cảnh Hoa, người hộ pháp đắc lực của chùa, đi tìm tôi. Dù lúc ấy tôi vẫn còn là chú Sa Di, tôi được giao nhiệm vụ như là tri sự ở chùa Tam Duyên. Chỉ với hòa thượng trụ trì, tôi chỉ là một chú tiểu, nhưng không giống như những chú tiểu cùng ăn chung nồi, ngủ chung chiếu. Tôi thức dậy trước mọi người và ngủ sau tất cả mọi người. Tôi làm những việc mà không ai muốn làm và chỉ ăn một ngày một bữa trưa, không ăn phi thời. Tu tập chính là sửa đổi những sai lầm di tế. Nếu khi chưa chuyển hóa được những lỗi lầm nhỏ nhặt ấy, có nghĩa là mình còn thiếu năng lực trong công phu. Hòa thượng trụ trì giao việc đó cho tôi liền đến bạch hòa thượng: Phật tử đến cầu hòa thượng cứu giúp, nay hòa thượng lại giao cho con, hòa thượng làm cho con thật khó xử. Hòa thượng trụ trì bảo: con hãy đem lòng từ bi mà cứu giúp họ. Hòa thượng dạy những lời rất chí lý, tôi vốn chẳng ngại khó nhọc, nên khi nghe những lời đó tôi rất phấn khích. Tôi thưa: bạch hòa thượng, con sẽ đi. Tôi bảo chàng trai: anh hãy về nhà trước, tôi sẽ theo sau. Anh ta nói: nhưng thầy chưa biết nhà con. Tôi đáp: đừng bận tâm về tôi, hãy cứ về nhà trước.
Lúc ấy là vào khoảng 5 giờ chiều, mặt trời vừa xế bóng. Anh ta đi theo đường lộ chính, còn tôi đi theo đường mòn. Nhà anh ta cách chùa chừng 6 dặm, anh ta quá đổi sửng sốt khi về đến nơi, anh ta đã thấy tôi ngồi đợi anh trong nhà. Bạch thầy, sao thầy biết nhà con mà đến sớm vậy? Tôi nói, có lẽ anh vừa đi vừa chơi, hoặc anh ham xem bóng đá hay truyền hình gì đó. Cậu ta đáp, thưa không, còn cố hết sức đi thật nhanh để về nhà. Tôi nói, có lẽ xe đạp của anh đi không được nhanh như xe tôi nên tôi đến trước. Ngay khi vào thăm bà mẹ, tôi thấy không thể nào cứu sống bà ta được, nhưng tôi vẫn quyết định cố gắng hết sức để cứu bà. Tôi dùng bảo ấn viết mấy dòng. Chàng trai này có tâm nguyện rất chí thành, nguyện chặt tay cúng dường chư Phật để cứu mẹ sống. Tôi đã ngăn cản anh ta chặt tay, bằng mọi cách xin cho mẹ anh ta được sống. Tôi gửi bảo ấn đi. Sáng hôm sau, bà ta vốn đã nằm bất động suốt 7-8 ngày nay, chợt ngồi dậy gọi con trai bằng tên tục. Phúc ơi, mẹ đói quá, cho mẹ tí cháo. Chàng trai suốt 7-8 ngày nay không nghe mẹ gọi, nay cực kỳ vui sướng, anh ta chạy đến bên giường nói với mẹ. Mẹ ơi, mẹ đã nằm liệt giường suốt 8 ngày nay, bây giờ mẹ khỏe rồi chứ? Bà ta trả lời, chẳng biết bao lâu nữa, mẹ bị rượt chạy trong một cái hang tối đen thâm thẳm, không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng, ánh sao hay đèn đuốc gì cả. Mẹ chạy và cứ chạy hết ngày này qua ngày khác để tìm đường về nhà mình. Mẹ có kêu nhưng chẳng ai nghe. Cho đến đêm hôm qua, mẹ mới gặp một vị sư khổ hạnh mang y cà sa đã mòn cũ. Vị này đã dẫn mẹ về nhà. Con cho mẹ ăn tí cháo loãng để cho đỡ đói. Người con nghe mẹ nói đến vị sư liền hỏi, nhà sư mà mẹ gặp dung mạo như thế nào? Bà đáp, ngài rất cao, nếu mẹ được gặp lại, mẹ sẽ nhận ra ngay. Lúc đó tôi đang nghỉ trên giường, anh ta liền đến bên tôi chỉ cho mẹ và hỏi, có phải vị sư này không? Bà nhìn tôi chăm chú rồi kêu lên, đúng rồi, chính thầy là người đã đưa mẹ về nhà. Lúc đó toàn gia quyến chừng 10 người, gồm cả già trẻ, đều quỳ xuống trước mặt tôi thưa, bạch thầy, thầy đã cứu mẹ con sống lại, nay toàn gia đình chúng con cầu xin được quy y thọ giới với thầy. Bất luận nhà chùa có việc gì, con nguyện đem hết sức mình xin làm công quả và tuân theo lời chỉ dạy của thầy để tu hành. Về sau dân cả làng này đều đến chùa xin quy y và cầu xin tôi chữa bệnh cho họ. Tôi bảo, tôi chỉ có phép chữa bệnh bằng cách đánh đòn, quý vị có chịu thì tôi chữa. Họ đồng ý và tôi phải chữa, có nghĩa là bắt người bệnh nằm xuống, đánh một người ba hèo bằng cái chổi tre. Đánh xong tôi hỏi, đã hết bệnh chưa? Thật là ngạc nhiên, họ lành bệnh thật. Đó là một chuyện phiền phức xảy ra ở Mãn Châu. Lần thứ hai tôi dùng bảo ấn này là ở Hương Cảng. Khi cha của cô Madalena Lu ở tuổi 79 bị bệnh, các vị bói toán đều bảo rằng ông ta chắc chắn sẽ qua đời trong năm này. Ông ta đến gặp tôi xin quy y Tam Bảo để cầu nguyện gia hộ cho ông được sống thêm ít năm nữa. Ông thưa, bạch thầy, xin thầy giúp cho con được sống thêm một thời gian nữa. Tôi bảo, vậy là ông chưa muốn chết, tôi sẽ giúp cho ông sống thêm 12 năm nữa, được không? Ông rất mừng vội đáp, thưa vâng, được như vậy thật là đại phúc. Rồi tôi chú nguyện cho ông ta và ông ta được sống thêm 12 năm nữa. Tuy nhiên, quý vị không nên dùng ấn pháp này để giúp cho người ta khỏi chết hoặc là cứu họ sống lại khi họ đã chết rồi. Nếu quý vị làm như vậy, quý vị trở nên đối đầu với Diêm Vương. Lúc ấy Diêm Vương sẽ nói, được rồi, thầy đã giúp cho người ta khỏi chết, nay thầy phải thế mạng. Đến khi quý vị gặp cơn vô thường, chẳng có ai dùng bảo ấn này để giúp được cả. Nếu quý vị nghĩ rằng mình có thể sử dụng bảo ấn để cứu mình khỏi chết là quý vị lầm. Diệu dụng của ấn pháp cũng giống như lưỡi dao, tự nó không thể cắt đứt được chuôi dao của chính nó. Nên khi quý vị gặp bước đường cùng, thì cũng giống như chuyện vị Bồ Tát bằng đất nung. Bồ Tát bằng đất nung đi qua biển, khó lòng giữ thân được vẹn toàn. Vậy nên nếu quý vị dù đã thông thạo trong khi sử dụng ấn pháp này, cũng phải công phu hành trì thêm. Vì lý do này mà tôi ít để ý đến việc riêng của người khác nữa. 25. Mara Mara. Hai câu chú này Hán dịch là tăng trưởng,
cũng có nghĩa là như ý hoặc tùy ý. Đó là công năng của như ý châu thủ nhãn, làm tăng trưởng phước huệ, làm cho mọi việc đều được tốt lành như ý. Như ý nghĩa là tùy thuận với tâm nguyện mà được đáp ứng. Quý vị có thấy lợi ích vô biên của ấn pháp này không? Vì vậy nên công năng ấn pháp này là thứ nhất trong 42 thủ nhãn ấn pháp. Diệu dụng của như ý châu thủ nhãn vượt ngoài sự diễn tả bằng ngôn ngữ. Nếu quý vị muốn giàu có, hãy hành trì theo thủ nhãn ấn pháp này. Một khi đã thành tựu rồi thì quý vị sẽ có được mọi thứ và không còn bận tâm về nghèo khổ nữa. Quý vị luôn luôn giàu có và được vô lượng phước lạc. 26. Mahe Mahe Rị Đà Dựng. Mahe Mahe, Hán dịch là vô ngôn cực ý. Vô ngôn nghĩa là không cần phải nói nữa. Cực ý có nghĩa là ý niệm kia đã đạt đến chỗ tối thượng, đã đạt chỗ vi diệu rồi. Mahe Mahe cũng còn có thể dịch là tự tại. Tự tại như Đại Phạm Thiên Vương không buồn, không phiền, không lo, không giận, suốt ngày đều được tự chủ và an vui. Đây là ngũ sắc vân thủ nhãn. Khi kiết ấn này sẽ làm lưu xuất ra mây lành ngũ sắc, và hành giả sẽ đạt được năng lực tự tại phi thường. Diệu dụng và năng lực tự tại của ấn pháp này thực là vô lượng vô biên. Rị Đà Dựng là thanh liên hoa thủ nhãn, có nghĩa là liên hoa tâm. Khi quý vị hành trì ấn pháp này thành tựu, sẽ được mùi hương hoa sen xanh tỏa ra và được mười phương chư Phật tán thán. Sự vi diệu thật khó có thể nghĩ bàn, đúng là pháp Phật cao siêu thật nhiệm màu, trăm ngàn ức kiếp khó tìm cầu. 27. Kulo Kulo Yết Mông. Kulo Kulo, Hán dịch là tác pháp hoặc dịch là tác dụng trang nghiêm, lại còn có nghĩa là suy loa giải giới. Đây ta chính là bảo loa thủ nhãn ấn pháp. Nay chúng ta đang sống trong thời mạt pháp, nhiều người nghĩ rằng chỉ cần trì tụng chú Đại Bi là khế hợp với chân tinh thần Phật pháp rồi, nhưng thực ra không phải thế. Chú Đại Bi là gọi thay cho 42 thủ nhãn ấn pháp, và diệu dụng của chú Đại Bi là diệu dụng của 42 thủ nhãn ấn pháp, đó chính là toàn thể của chú Đại Bi. Nếu quý vị chỉ biết trì niệm chú Đại Bi mà không hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp thì như người có tay mà không có chân, nên không thể đi được. Mặt khác, nếu quý vị chỉ biết hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp mà không trì niệm chú Đại Bi thì cũng như người có chân mà không có tay, không làm gì được cả, cũng vô dụng mà thôi. Vậy nên để liễu triệt chú Đại Bi, trước hết quý vị phải thông đạt 42 thủ nhãn ấn pháp, rồi phải trì tụng chú Đại Bi nữa mới được gọi là người thành tựu rốt ráo diệu pháp này của chư Phật. Không phải chỉ vừa mới nghe pháp sư giảng về chú Đại Bi xong rồi liền nói: "À, tôi đã hiểu được câu chú đó nghĩa là gì rồi." Hiểu như thế cũng chẳng ích lợi gì cả, cũng giống như người có thân thể nhưng chẳng có tay chân gì cả. Quý vị đã có đủ cả thân thể tay chân, phải giúp cho chúng hoạt động phối hợp với nhau mới làm nên phước đức được. Bảo loa thủ nhãn ấn pháp là dùng để tác pháp. Khi quý vị kiến lập đạo tràng, quý vị nên dùng bảo loa ấn pháp này. Khi quý vị tác pháp này thì những âm thanh vang lên tận cõi trời, thấu tận địa ngục, khắp cõi nhân gian và khắp mọi nơi đều có ảnh hưởng. Bất kỳ mọi nơi nghe đến âm thanh này đều ở trong sự điều khiển của người trì ấn pháp. Các loài yêu ma quỷ quái đều phải tuân phục, không thể xâm hại. Đây còn gọi là sự kiết giới. Ấn pháp này cũng còn gọi là tác dụng trang nghiêm, có nghĩa là dùng cơn lốc quang minh tâm lực của bảo loa ấn pháp sẽ tạo nên một pháp âm vi diệu, khiến cho đất bằng hóa thành vàng ròng đều được trang nghiêm bằng bảy thứ châu báu. Thật là vi diệu khó thể nghĩ bàn. Quý vị Phật tử đang tu học Phật pháp nên biết rằng trong 300 năm trở lại đây không có ai hành trì được 42 thủ nhẫn ấn pháp, và cũng chẳng có ai thông hiểu được các ấn pháp này. Nay chúng ta đã hiểu được chú Đại Bi, chúng ta nên chí thành và phát tâm kiên cố hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp này, rồi sẽ có được diệu dụng. Yết Mông là tiếng Phạn, vốn là ngôn ngữ của Đại Phạm Thiên, chứ không phải là ngôn ngữ của Ấn Độ. Nhưng văn pháp ngôn ngữ Ấn Độ cũng căn cứ trên ngôn ngữ của Đại Phạm Thiên.
Yết Mông là tiếng Phạn, Hán dịch là biện sự, cũng dịch là công đức, có nghĩa là làm tất cả mọi việc có công đức lợi lạc cho mọi người. Làm việc lợi lạc công đức cho mọi người cũng chính là tạo công đức cho chính mình. Bồ Tát thực hành hạnh tư lợi và lợi tha, tự giác, ngộ giải thoát cho mình và giác ngộ giải thoát cho người khác. Câu chú này nói đến sự thực hành lục độ và vạn hạnh, đó chính là Bạch Liên Hoa Thủ Nhãn Ấn Pháp. Hãy tưởng tượng quý vị đang cầm trong tay đó hoa sen trắng, tay quý vị cầm cành hoa sen và miệng trì niệm chú Yết Mông Yết Mông. Không những quý vị trì tụng chú mà còn hành trì mật ấn. Khi trì tụng cả hai pháp này, quý vị mới có thể tạo nên mọi công đức. Khi quý vị trì tụng chú Đại Bi, đồng thời cũng thông hiểu được cách hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp, thì quý vị mới có thể thành tựu lục độ vạn hạnh. Diệu dụng bất khả tư nghị, không bao giờ nói hết được. Nếu có thể nói được chỗ nhiệm màu ấy, thì nó phải có ngần mé. Mà những điều màu nhiệm thì không có hạn lượng, không có chỗ khởi đầu và kết thúc. Với sự trì niệm Yết Mông, quý vị có thể thành tựu được vô lượng công đức. Trong nhiều đời sau, quý vị mãi mãi được trang nghiêm bởi hương thơm của hoa sen trắng và luôn luôn được hộ trì. Sự vi diệu màu nhiệm của chú Đại Bi dù có tán thán cũng không bao giờ hết, không bao giờ cùng tận. 28. Độ lô, Phạt già ra đế. Độ lô, Hán dịch là độ hải, nghĩa là vượt qua biển khổ sinh tử, còn dịch nghĩa minh tịnh. Khi đã vượt qua biển khổ sinh tử rồi, quý vị sẽ đạt được trí tuệ sáng suốt, chứng nhập bản thể thanh tịnh, đến được bờ bên kia, tức thể nhập Niết Bàn. Từ trong bản thể sáng suốt thanh tịnh ấy, trí tuệ sẽ được lưu xuất, quý vị sẽ hiểu rõ được tất cả mọi pháp môn, chắc chắn quý vị sẽ chấm dứt được dòng sinh tử. Với đại định, tâm quý vị hoàn toàn thanh tịnh, đó là định lực. Khi quý vị có được định lực chân chánh thì có thể vãng sanh ở cõi tịnh độ tươi sáng, đó là thế giới cực lạc. Đây là Nguyệt Tịnh Mani Thủ Nhãn Ấn Pháp, là diệu pháp Đà La Ni do Bồ Tát Nguyệt Quang tuyên thuyết. Ấn pháp Nguyệt Tịnh Thủ Nhãn này có công năng đưa mọi người đến chỗ sáng suốt và an lạc. Phạt già ra đế là Bàn Bi Thủ Nhãn Ấn Pháp. Phạt già ra đế Hán dịch là quảng bát trang nghiêm, còn có nghĩa là quảng đại, cũng dịch là độ sinh tử. Nếu quý vị tu tập hành trì Bàn Bi Thủ Nhãn Ấn Pháp này thì quý vị có thể vượt qua biển khổ sinh tử, có nghĩa là giải thoát. Nếu quý vị không công phu hành trì Ấn Pháp Bàn Bi Thủ Nhãn này thì không thể nào vượt thoát bể khổ sinh tử đến bờ giải thoát Niết Bàn được. 29. Maha Phạt Già Gia Đế. Câu chú này có nghĩa là tối thắng đại pháp đạo. Pháp là quảng đại, tối thắng và đạo cũng quảng đại, tối thắng. Pháp đạo là chân lý vượt lên trên tất cả mọi sự thù thắng nhất trên đời. Đây là Bảo Kích Thủ Nhãn Ấn Pháp. Ấn pháp này có công năng hàng phục các loại thiên ma và ngoại đạo. Công năng của ấn pháp này rất lớn, chẳng hạn ấn pháp này có thể bảo vệ quốc gia chống nạn ngoại xâm. Nếu quốc gia của quý vị sắp bị xâm lăng, và nếu quý vị hành trì ấn pháp này thì vô hình trung quân giặc bắt buộc phải rút lui. 30. Đà La, Đà La. Tiếng Phạn rất khó hiểu, ngay cả những ai đã học tiếng Phạn thông thạo rồi cũng khó có thể hiểu được mật chú và giảng giải rõ ràng được. Tôi chỉ nhờ hiểu được chút ít thần chú Đại Bi mà thôi. Đà La, Đà La là Tịnh Bình Thủ Nhãn Ấn Pháp. Trong tịnh bình này chứa nước cam lồ. Bồ Tát Quán Thế Âm dùng cành dương liễu rưới nước cam lồ lên khắp chúng sanh trong sáu đường. Bất luận ai gặp khổ nạn hay bệnh tật gì, nếu được Bồ Tát Quán Thế Âm rưới nước cam lồ thì đều thoát khỏi tai nạn ấy. Đà La, Đà La, Hán dịch là năng tổng trì ấn, là tâm lượng của toàn chúng sinh, chính là Bồ Tát Quán Thế Âm dùng cam lồ thủ nhãn ấn pháp, tịnh bình thủ nhãn ấn pháp và dương chi thủ nhãn ấn pháp. Tất cả ba ấn pháp ấy để rưới nước cam lồ lên toàn thể chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi tam đồ lục đạo. 31. Địa Lỵ Ni. Địa Lỵ Ni Hán dịch rất nhiều nghĩa,
Thứ nhất là thậm dõng, nghĩa là dũng khí mãnh liệt, cũng có nghĩa là tịch diệt hoặc khiết tịnh. Thậm dũng là dạng tướng động, tịch diệt là dạng tĩnh, còn dịch là gia trì và thôi khai. Gia trì có nghĩa là làm cho các ác pháp đều được chuyển hóa hướng về phụng hành theo thiện pháp. Thôi khai là làm cho các nghiệp chướng, tai nạn của chúng sinh đều được tiêu trừ. Đây là khu thi thiết câu thủ nhãn ấn pháp, gọi tắt là thiết câu ấn pháp, có công năng làm cho tất cả quỷ thần thiên long bát bộ đến hộ trì cho hành giả. Nếu quý vị công phu hành trì thành tựu thủ nhãn này thì có thể bảo thiên long làm mưa và sẽ có mưa ngay. Nếu hành giả cần có gió, họ sẽ làm ra gió ngay. Khi hành giả muốn mưa gió đừng hoành hành thế gian nữa, mưa gió sẽ hết ngay. Quý vị sẽ nói, tôi không tin như vậy. Đúng vậy, đó chính là lý do mà tôi muốn nói cho quý vị nghe. Tất cả chỉ là vì quý vị không tin, không có niềm tin và không ở trong cảnh giới này thì khó lòng hiểu nổi. Nếu muốn, quý vị có thể hỏi những người vừa mới từ Đài Loan trở về ngày hôm nay về cơn mưa ở Đài Loan. Khi tôi nói chuyện với Phật tử ở Đài Loan qua điện thoại, họ cho biết trời đang mưa và rất lạnh. Họ mong muốn thời tiết được ấm áp và bớt mưa. Tôi bảo họ hãy yên tâm, chuyện đó sẽ xảy ra. Họ lại thắc mắc, sư phụ có thể khiến trời hết mưa hay sao? Tôi chỉ nói vắn tắt, quý Phật tử hãy đợi xem trời có tạnh mưa hay không. Ngay khi tôi vừa cúp điện thoại thì trời bắt đầu tạnh ráo, họ đều cho đó là chuyện lạ kỳ. Thực ra đó chẳng phải là gì khác, chính là năng lực của thiết câu thủ nhãn ấn pháp. Quý vị chỉ cần kiết ấn và gọi thiên long, đừng làm mưa nữa, thì trời sẽ dứt mưa ngay. Loài rồng sẽ chấp hành theo lệnh của quý vị. Chỉ khi quý vị đã thành tựu ấn pháp này và đã thông thạo thiết câu thủ nhãn, rồng phun mưa sẽ tuân theo ấn pháp này và đình chỉ việc làm mưa liền. Quý vị sẽ nghĩ là tôi nói đùa, nhưng đúng là như vậy. Bây giờ tôi đang giảng kinh cho quý vị nghe, và tôi đang nói với quý vị bằng chân ngữ. Đây không phải là chuyện nói đùa. 32. Thất Phật Raja. Mỗi khi quý vị niệm Thất Phật Raja thì toàn pháp giới này có một luồng chớp sáng phát ra. Cứ mỗi niệm Thất Phật Raja là có một luồng quang minh phóng ra bao trùm cả vũ trụ. Thất Phật Raja được dịch là phóng quang, còn dịch là tự tại. Phiên âm từ tiếng Phạn Isara như trong chữ Avalokiteshvara, ở đây có nghĩa là quán, vì có quán chiếu thâm sâu rồi mới được tự tại. Nếu quý vị không có sức quán chiếu thâm sâu thì quý vị sẽ không đạt được năng lực tự tại. Quán chiếu nghĩa là hướng vào bên trong tự tâm mà công phu, chứ không phải hướng ra ngoại cảnh bên ngoài. Nghĩa là hướng vào bên trong mà quán chiếu không ngừng. Hãy tự hỏi, ta có hiện hữu hay không? Ông chủ có hiện hữu trong chính tự thân quý vị không? Quý vị có làm chủ được mình hay không? Mặt mũi xưa nay của ông chủ có hiện hữu hay không? Thường trụ chân tâm thể tánh thanh tịnh có hiện hữu hay không? Nếu những cái đó đều hiện hữu, có nghĩa là quý vị đạt được tự tại. Còn nếu không hiện hữu, có nghĩa là quý vị không có được tự tại. Sự phóng quang cũng mang ý nghĩa tự tại. Nếu quý vị đạt được năng lực tự tại thì quý vị có thể phóng quang. Nếu chưa có được năng lực tự tại thì không thể phóng quang được. Thất Phật Raja cũng được dịch là hỏa diệm quang, cũng gọi là hỏa quang, đó là lửa, nhưng không phải là lửa phát sinh từ tập khí phiền não như quý vị thường nói, tôi vừa nổi nóng như lửa. Đó cũng không phải là lửa xuất phát từ sự sân hận, phẫn nộ, căm hờn của quý vị, mà đó chính là lửa trí tuệ. Đó cũng chính là nước từ trí tuệ tiết ra để dập tắt lửa vô minh. Trí tuệ chân chính hiển lộ khi lửa vô minh bị dập tắt, đó chính là hỏa diệm quang. Khi quý vị trì tụng Thất Phật Raja, tức là quý vị đang phóng quang, nhưng trước tiên quý vị phải có được năng lực tự tại. Không có năng lực tự tại thì quý vị không thể nào phóng quang được. Hãy nhớ kỹ điều này. Đây là Nhật Tinh Mani thủ nhãn ấn pháp. Ấn pháp này có công năng chữa trị bệnh mắt mờ không thấy rõ. Dùng ấn pháp này khiến cho mắt được sáng lại. 33. Giá ra giá ra.
Yara-yara dịch nghĩa là hành động. Đó là hành động như quân đội thi hành một mệnh lệnh hành quân. Hành quân là một mệnh lệnh, nếu quý vị không tuân hành có nghĩa là chống lệnh. Đây là bảo đạt thủ nhãn ứng pháp. Khi quý vị rung chuông, âm thanh vang lên khắp không gian, thông cả thiên đàng, chấn động cả địa giới. Nếu quý vị cần thực hiện việc gì, chỉ cần rung chuông lớn, các loài chư thiên, thiện thần, yêu ma quỷ quái đều tuân theo mệnh lệnh của quý vị. Chẳng hạn như khi có động đất, quý vị chỉ cần rung chuông lên rồi ra mệnh lệnh, quả đất không được rung lên như vậy, trái đất trở về trạng thái yên bình ngay. Bảo đạt thủ nhãn ấn pháp cực kỳ diệu dụng. Nếu quý vị muốn hát với một âm điệu tuyệt vời thì hãy công phu hành trì ấn pháp này. Khi công phu thành tựu rồi, tiếng hát của quý vị trong suốt như tiếng đại hồng chung vang lên trong không gian. 34. Mama Phạt Ma La. Mama hán dịch là ngã sở thọ trì. Đó chính là một loại mệnh lệnh hành động, có nghĩa là mọi việc tôi làm bảo đảm chắc chắn phải được thành tựu. Mama là bạch phất thủ nhãn ứng pháp. Ở Trung Hoa, các đạo sĩ và tăng sĩ Phật giáo thường sử dụng phất trần. Các vị cao tăng thường cầm phất trần khi đăng bảo tọa để thuyết pháp. Bạch phất thủ nhãn ấn pháp có công năng trừ sạch mọi nghiệp chướng của thân, trừ được mọi chướng ngại và tật bệnh. Chỉ cần phất lên thân vài lần là có thể tiêu trừ mọi nghiệp chướng và chữa lành mọi ma chướng sinh ra bệnh tật. Bạch phất thủ nhãn ấn pháp có rất nhiều công dụng, nhưng người biết cách dùng ấn pháp này lại rất ít. Tôi biết hiện nay có rất ít người sử dụng được ấn pháp này. Năm người Tây Phương đầu tiên vừa đi thọ giới cụ túc ở Đài Loan đã trở về. Họ đã trở thành những vị tỷ khưu, tỷ khưu ni chân chính. Họ vừa đến phi trường vào lúc 4 giờ 30 chiều nay, chuyến bay 910 của hãng hàng không Trung Hoa. Ngày nay Phật giáo giảng đường đã có được nhiều xe hơi, nên toàn thể Phật tử hộ pháp trong đạo tràng cũng như toàn thể Phật tử ở San Francisco, cựu Kim Sơn, Hoa Kỳ đều có thể ra phi trường để đón mừng các vị tân tỷ khưu. Bình thường tôi chẳng muốn đến phi trường, nhưng trong chuyến bay ấy có trở về vài tượng Phật, nên tôi ra phi trường để nghênh đón tượng Phật chứ không phải để đón các đệ tử của tôi. Các đệ tử của tôi cũng không cần tôi đón, cũng chẳng cần đưa. Khi họ đi Đài Loan thọ giới, tôi đã nói với họ rằng, khi mê thì thầy độ, khi ngộ rồi tự độ. Nay họ phải tự độ chính họ. Họ đã ra đi, nay lại trở về, chắc chắn họ phải tự tìm ra con đường từ phi trường về chùa. Họ chẳng cần tôi phải chỉ dẫn, quẹo ở đó, đi theo đường này, đó là đường về chùa. Điều buồn cười nhất là khi họ viết thư báo cho tôi biết họ đã bỏ quên một thùng kinh, tôi bảo, bỏ quên kinh chẳng có gì quan trọng, điều quan trọng chính là không có ai trong các con bị bỏ quên. Năm người đi thọ giới và nay năm người đều đã trở về, sao vậy? Vì tôi đã mua bảo hiểm ở Chi Vị Bồ Tát, nên để cho bất kỳ ai bỏ sót lại là điều không thể chấp nhận được. Nếu một người không về, tức là Chư Vị Bồ Tát không thực hiện đúng hợp đồng. Thế nên tôi rất tin tưởng rằng tất cả các giới tử sẽ trở về, và dịch vụ bảo hiểm của Chư Vị Bồ Tát không cần phải thanh toán hợp đồng. Quý vị nên nhớ một điều, những người thọ giới cụ túc trở về hôm nay là những vị tổ khai sơn của Phật giáo Mỹ Quốc. Đừng xem việc này đơn giản, điều này rất chân thật. Đừng như những kẻ tự cho mình là Phật tử, chỉ nằm ở nhà mà thích gọi mình là tổ tại gia. Thực vậy, cách đây vài hôm có một vị tổ sư tự phong đến đây và muốn hát tặng cho tôi nghe. Tôi giễu cợt ông ta, thật chán khi nghe ông hát. Ông ta chỉ bật lên, ồ, một tiếng rồi bỏ đi. Phạt Ma Ra là hàng ma kim cang hộ pháp, tay cầm bánh xe bằng vàng. Vị hộ pháp này có thể hóa thân lớn như núi Tu Di. Phạt Ma Ra, hán dịch là tối thắng ly cấu, có nghĩa đó là pháp thù thắng nhất, xa lìa tất cả mọi cấu nhiễm ở thế gian. Còn có nghĩa là vô tỷ như ý, vì không có gì có thể sánh với pháp này, và tùy tâm nguyện của mình mà mọi điều đều xảy ra như ý muốn. Đây là hóa cung điện thủ nhãn ấn pháp. Nếu quý vị hành trì được ấn pháp này thành tựu, thì đời đời quý vị sẽ được sống cùng một trụ xứ với Đức Phật như trong một cung điện, không còn phải thọ sinh vào các loài thai sinh, noãn sinh và thấp sinh nữa. Công dụng của sự thành tựu ấn pháp này là đời đời được sống cùng chư Phật.
35. Mục đế lệ. Mục đế lệ là dương chi thủ nhãn ấn pháp của Đức Phật. Đó là nhánh cây mà quý vị thường thấy Bồ Tát Quán Thế Âm cầm ở một tay, còn tay kia Bồ Tát cầm một tịnh bình. Nhành dương này được Bồ Tát nhúng vào tịnh bình rồi rưới lên cho tất cả mọi chúng sinh bị đau khổ. Nước này không như nước thường, đó là nước cam lồ. Chúng sinh nào được nước này tưới nhuận sẽ có nhiều lợi lạc. Nước cam lồ có thể giúp cho mọi chúng sinh thoát khỏi khổ lụy, đói khát và bản tâm đạt được thanh lương. Mục đế lệ còn dịch nghĩa là giải thoát, đó là giải thoát khỏi mọi khổ nạn, bệnh tật và chướng ngại. Nên Bồ Tát Quán Thế Âm thường dùng dương chi thủ nhãn ấn pháp này để giúp giải thoát cho chúng sinh khỏi mọi bệnh tật, khổ nạn và những điều bất như ý. Bề ngoài chú này dường như không có gì quan trọng lắm, nhưng một khi quý vị công phu hành trì ấn pháp này thành tựu rồi, thì không những quý vị có thể giúp giải thoát cho chúng sinh khỏi bệnh tật và khổ nạn, mà còn có thể hàng phục cả thiên ma ngoại đạo. Khi những thiên ma ngoại đạo được thấm nhuần nước cành dương này, họ tự nhiên hồi tâm hướng thiện, thực hành theo chánh pháp. Do vậy, dương chi thủ nhãn có diệu dụng vô cùng vô tận, không thể nghĩ bàn. Giọt nước cam lồ từ bàn tay Bồ Tát Quán Thế Âm không những chỉ giúp cho quý vị thoát khỏi mọi bệnh tật khổ nạn mà còn có một diệu dụng khác. Khi một người sắp chết, nếu có phước duyên, được Bồ Tát Quán Thế Âm rảy nước cam lồ thì có thể sống lại. Tất cả các loài cây cỏ thảo mộc đã khô héo, nếu được nước cam lồ tưới xuống cũng được hồi sinh. Cây cỏ là loài vô tình mà khi được nước cam lồ tưới tẩm còn được nảy mầm đâm hoa kết trái như vậy. Nên chúng sinh là loài hữu tình sẽ được lợi lạc biết bao. Đó là diệu dụng của dương chi thủ nhãn ấn pháp.